Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 59. Cô gái mặc váy đỏ lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt thế. Hắn quen cô gái này. Chính là cô gái chấp pháp câu cá lúc trước. Mạt Yêu Yêu của Mạt tộc. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, Mạt Yêu Yêu cũng sửng sốt, là ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, cô là người của thần viện à? Mạt Yêu Yêu cười hỏi, ngươi cũng thế sao? Diệp Quân gật đầu. Mạt Yêu Yêu nở một nụ cười quyến rũ, thật không ngờ ngươi lại là người của thần viện, chậc chậc, chúng ta có duyên thật đấy. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, hắn thật sự không ngờ cô gái chấp pháp câu cá này lại là người của thần viện. Tô Nguyên ở bên cạnh chợt nói, hai người từng gặp nhau à? Diệp Quân gật đầu, từng gặp một lần. Tô Nguyên cười nói, thế thì tốt quá, hai người dừng lại ở đây đi. Dứt lời, ông ta đã biến mất. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Quân và Mạt Yêu Yêu. Diệp Quân nhìn Mạt Yêu Yêu, cô nương xưng hô thế nào vậy? Mạt Yêu Yêu cười đáp, Mạt Yêu Yêu. Diệp Quân cất lời, ta tên. Mạt Yêu Yêu chớp mắt, ngắt lời Diệp Quân, ta biết rồi, người tên Diệp Quân, là một kiếm tu. Diệp Quân cười nói, đúng thế. Mạt Yêu Yêu giơ ngón tay phải vén mái tóc dài trước ngực, mỉm cười nói, ta sẽ không nương tay đâu. Diệp Quân cất lời, ta cũng. Còn chưa nói hết, Mạt Yêu Yêu đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Một tia sáng màu đỏ chợt lao đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nâng ngang kiếm lên chặn lại. Diệp Quân thoáng chốc bị đánh bay. Mạt Yêu Yêu chen người lại, biến thành một tia sáng màu đỏ lao đi vào lúc Diệp Quân còn chưa dừng lại. Diệp Quân trên không trung nhúc nhích cổ tay, chém ra một kiếm. Đối đầu trực diện, Kiếm ý rung động dữ dội, sau đó nứt ra, cùng lúc đó, Diệp Quân lùi lại một lần nữa. Nhưng lần này, Mạt Yêu Yêu không tiếp tục truy kích mà dừng lại, cô ta nhìn Diệp Quân cũng đã dừng lại ở phía xa, cười nói, ta biết ngươi chưa sử dụng hết sức, ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi phải dốc toàn lực đi, nếu không thì ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Diệp Quân nhìn Mạt Yêu Yêu, được. Dốc toàn lực. Diệp Quân đột nhiên bước một bước về phía trước, ngay sau đó, thân thể hắn ta chợt trở nên hư ảo. Thời không chồng chéo. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục hàng nghìn thanh kiếm bay ra từ trước mặt Mạt Yêu Yêu, khi tất cả thanh kiếm đều bay ra ngoài, chúng nhanh chóng dung hợp lại thành một kiếm. Chiêu kiếm vừa nhanh vừa chuẩn vừa ác. Thấy chiêu kiếm này, trong mắt Mạt Yêu Yêu nhất thời lộ vẻ ngạc nhiên, nàng ta mở lòng bàn tay, một con yêu thú đỏ như máu đột nhiên bay ra, sau đó nuốt lấy thanh kiếm của Diệp Quân. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Quân cũng nhíu chặt mày. Nuốt chửng luôn. Diệp Quân nhìn chằm chằm con yêu thú đỏ như máu kia, bề ngoài của nó giống như mèo, cả người đỏ thẫm, vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Yêu thú ợ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Quân phía xa, nó hé miệng, nở một nụ cười rất đáng sợ. Tả hữu chủ giáo trên hư không nhìn con yêu thú đỏ như máu kia, đều nhíu chặt mày, vì bọn họ cũng không biết đây là yêu thú gì. Phía xa, yêu thú trước mặt Mạt Yêu Yêu đột nhiên nhảy lên, lao về phía Diệp Quân. Tay phải Diệp Quân cầm lấy thanh kiếm, sau đó liên tục rút kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Ong! Một tiếng kiếm reo xé rách đất trời. Vô số tia kiếm quang chồng chất rơi xuống chỗ yêu thú đỏ như máu kia tựa thác đổ, nhưng con yêu thú kia không hề sợ hãi, nó há to miệng cắn nuốt toàn bộ kiếm khí của Diệp Quân, cùng lúc đó, nó cũng đâm đầu về phía Diệp Quân. Diệp Quân nâng kiếm lên đỡ. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quân bị con yêu thú này đánh bay xa nghìn trượng. Con yêu thú liếm miệng, trên mặt tràn đầy vẻ say mê. Thấy cảnh này, Diệp Quân nhíu chặt mày, sau khi con yêu thú này cắn nuốt hết kiếm khí của hắn, khí thế của nó lại trở nên mạnh hơn. Diệp Quân nhìn về phía Mạt Yêu Yêu, tỏ vẻ tò mò, con này của cô là yêu thú gì vậy? Mạt Yêu Yêu cười đáp, tổ thú thôn linh, đến từ thời đại thần nhất trước đây. Tổ thú thôn linh. Nghe thấy lời của Mạt Yêu Yêu, tả chủ giáo trong bóng tối nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại là tổ thú thôn linh trong truyền thuyết, nghe đồn con thú này có thể nuốt chửng mọi thứ. Năm đó sau khi chúng thần nội chiến, nó cũng bạt vô âm tín, không ngờ vẫn còn tồn tại trong thiên địa này. Hữu chủ giáo nhìn Mạt Yêu Yêu, nhẹ giọng nói, không ngờ cô ta lại có thể khiến tổ thú thôn linh khuất phục.
Nghe thấy lời của Hữu chủ giáo, Tả chủ giáo nhất thời kinh ngạc. Tổ thú thôn linh cũng giống với hai tổ thú âm dương, nó là một trong 6 thần thú của đạo điện trước đây, ngay cả chúng thần cũng không phục tùng, chỉ phục tùng thượng thần thần nhất, mà bây giờ nó lại chịu đi theo Mạt Yêu Yêu. Chuyện này rất bất thường. Diệp Quân ở phía xa nhìn con yêu thú đỏ như máu kia, yêu thú này của cô có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ à? Mạt Yêu Yêu gật đầu, trước mắt thì đúng là như thế. Diệp Quân cười khẽ, sau đó đột nhiên biến mất, một tia kiếm quang thoáng chốc chém tới trước mặt con tổ thú thôn linh kia, nhưng kia kiếm quang bay tới trước mặt nó, kiếm quang chợt biến thành một màu đỏ như máu. Huyết mạch phong ma. Tổ thú thôn linh cũng lập tức nuốt chửng tia kiếm quang này. Diệp Quân liên tục lui đến cả nghìn trượng, sau đó im lặng nhìn con tổ thú thôn linh kia. Sau khi tổ thú thôn linh nuốt chửng kiếm khí chứa đựng huyết mạch phong ma kia, nó lập tức nhíu chặt mày, sau đó, đôi mắt nó cũng trở nên đỏ như máu, dưới ánh nhìn của mọi người, nó bắt đầu run rẩy dữ dội, điên cuồng gào thét, lệ khí và sát khí vô tận tuôn ra từ trong cơ thể nó. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân trở nên kỳ lạ. Thứ này bị ảnh hưởng bởi huyết mạch phong ma. Đúng thế, dù là kiếm tu như hắn cũng không thể áp chế hoàn toàn huyết mạch phong ma, huống hồ là tổ thú thôn linh vốn không phải kẻ tốt lành gì. Diệp Quân thừa thắng xông lên, điên cuồng vung kiếm, những tia kiếm khí chứa đựng huyết mạch phong ma bay về phía tổ thú thôn linh. Mà con tổ thú thôn linh vốn không được tỉnh táo cũng không phản kháng, cắn nuốt toàn bộ kiếm khí phong ma của Diệp Quân. Sau khi cắn nuốt kiếm khí phong ma của Diệp Quân, khí thế của tổ thú thôn linh thật sự cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nó cũng trở nên không bình thường. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, con tổ thú thôn linh kia bắt đầu gào thét một cách điên cuồng, nhe răng nhếch miệng, trong cơ thể có sát khí và lệ khí phun ra, vô cùng cáu kỉnh. Trong bóng tối, người đàn ông áo trắng nhíu mày, Thanh Nhi, sao huynh có cảm giác hơi thở huyết mạch này rất quen thuộc? Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh hỏi, vậy sao? Người đàn ông gật đầu, Người phụ nữ đang định cất lời thì người đàn ông nói thật đi, đừng lừa huynh. Người phụ nữ cất lời, không. Người đàn ông. Phía xa, Mạt Yêu Yêu nhìn tổ thú thôn linh ngày càng nóng nảy kia, cô ta nhíu mày, vì cô ta phát hiện mình không thể trao đổi được với nó. Không chỉ có thế, lúc cô ta thử nói chuyện với tổ thú thôn linh này, nó còn lộ ra sát khí với cô ta. Đây là muốn làm phản à? Mạt Yêu Yêu nhìn Diệp Quân phía xa, ngươi làm gì nó rồi? Diệp Quân đáp, cho nó nuốt kiếm khí. Mạt Yêu Yêu trầm giọng nói, sức mạnh huyết mạch của ngươi có vấn đề. Khi nãy cô ta cũng cảm nhận được sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân, nhưng lúc đó cô ta cũng không nghĩ nhiều. Cô ta không ngờ sức mạnh huyết mạch của hắn lại có thể ảnh hưởng đến con tổ thú thôn linh này. Hơn nữa nó còn ngày càng không được bình thường, sát khí trên người cũng ngày càng mạnh hơn. Diệp Quân nhìn con tổ thú thôn linh đã sắp mất khống chế kia, hắn lặng lẽ lùi về sau một chút, hắn hiểu sự đáng sợ của huyết mạch phong ma, thứ này có thể ăn mòn lý trí, còn yêu thú này vốn không hiền lành, dưới sự ảnh hưởng của huyết mạch phong ma, cảm xúc tiêu cực của nó sẽ được tăng lên đến mức tối đa. Không thể không nói, bầu không khí xung quanh lúc này hơi kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tổ thú thôn linh. Lúc này, nó điên cuồng gầm thét, sau đó xông về phía Mạt Yêu Yêu ở gần nó nhất. Mẹ kiếp! Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì vậy? Con tổ thú thôn linh này thật sự làm phản à? Mạt Yêu Yêu nhìn tổ thú thôn linh đang xông về phía mình, sắc mặt vô cùng nặng nề, cô ta không ngờ nó thật sự tạo phản. Huyết mạch gì thế này? Ngay cả tổ thú thôn linh cũng không thể áp chế được nó. Mạt Yêu Yêu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì tổ thú thôn linh kia đã xông đến trước mặt cô ta, Mạt Yêu Yêu xoay tay phải, một khí thế đáng sợ bắn ra từ lòng bàn tay của cô ta, sau đó trấn áp con tổ thú thôn linh kia. Tổ thú thôn linh điên cuồng gào thét, liên tục va vào sức mạnh của Mạt Yêu Yêu. Thấy cảnh này, Mạt Yêu Yêu nhíu mày lần nữa, mà Diệp Quân phía xa chợt bắn ra hàng trăm kiếm khí. Nhưng mục tiêu của kiếm khí không phải Mạt Yêu Yêu mà là con tổ thú thôn linh kia. Đối mặt với kiếm khí phong ma của Diệp Quân, con tổ thú thôn linh kia chưa từng từ chối, lập tức cắn nuốt hết tất cả. Mà lần này, nó đã hoàn toàn nổi điên. Hơn nữa khí thế của nó còn trở nên mạnh mẽ hơn.
Tổ thú thôn linh va chạm vào sức mạnh của Mạt Yêu Yêu như phát điên, giống như đang đối mặt với một kẻ thù giết cha mình. Thấy cảnh này, Mạt Yêu Yêu lập tức trừng Diệp Quân ở phía xa, không ngờ tên này còn châm dầu vào lửa. Nhìn tổ thú thôn linh đã hoàn toàn mất đi lý trí, Mạt Yêu Yêu thoáng im lặng, sau đó mở lòng bàn tay, một quyển huyết thư xuất hiện trong tay cô ta, sau đó, một tia huyết quang bay ra, hút con tổ thú thôn linh kia vào. Mạt Yêu Yêu không tiếp tục ra tay với Diệp Quân nữa, cô ta hung hăng chừng hắn một cái, sau đó biến thành một tia sáng biến mất ở cuối chân trời. Bây giờ cô ta phải nghĩ cách để con tổ thú thôn linh này bình thường trở lại, nó quá quý giá, cô ta sẽ không để nó xảy ra vấn đề gì. Thấy Mạt Yêu Yêu rời đi, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì thế này? Diệp Quân cũng lắc đầu cười khẽ, hắn cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển thành như thế. Diệp Quân quay đầu nhìn Tô Nguyên bên cạnh, Tô Nguyên bình tĩnh nói, tiếp tục chiến đấu. Diệp Quân hơi nghi ngờ, tiếp tục chiến đấu. Tô Nguyên gật đầu, nội viện có người đứng đầu, thần viện cũng phải có, cho nên. Diệp Quân cười nói, được, xin mời người tiếp theo. Tô Nguyên xoay người nhìn về phía nơi nào đó, sau khi được đáp lại, ông ta lại xoay người biến mất. Diệp Quân hơi nghi ngờ, mà lúc này, một người đàn ông áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân, Tiểu Tháp, lại một người khác tới. Học viên của học viện thần vốn đang hơi thất vọng, lúc này lại chợt trở nên hứng thú. Phải nói rằng trận chiến giữa Diệp Quân và Mạt Yêu Yêu vẫn khiến mọi người thất vọng, vì họ muốn được xem trận chiến kinh thế, nhưng hai người lại chỉ vòng quanh giày vò con yêu thú hồi lâu rồi kết thúc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơi giống như ta đã cởi quần rồi mà ngươi lại chẳng cho ta làm gì. Bây giờ lại thêm một yêu nghiệt của thần viện nữa tới, điều này khiến dòng máu đã dần nguội lạnh của mọi người lại bùng cháy trở lại. Thú vị rồi đây. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo trắng trước mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc, bởi vì ông ấy mang lại cho hắn một cảm giác như đã từng quen. Cảm giác này rất đặc biệt, rất kỳ lạ. Hắn có thể chắc chắn mình chưa gặp người đàn ông áo trắng này bao giờ. Sao hắn lại có cảm giác này nhỉ? Diệp Quân càng nghĩ càng khó hiểu. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân thầm nói trong lòng, Tháp Gia. Tiểu Tháp không lên tiếng. Diệp Quân lại hỏi, Tháp Gia, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đó sao? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, cảm giác gì? Diệp Quân trầm giọng trả lời, cảm giác như đã từng quen. Tiểu Tháp đáp, không có. Diệp Quân không nói nên lời. Lúc này người đàn ông áo trắng chợt nở nụ cười, xuất kiếm. Xuất kiếm. Diệp Quân gác mọi suy nghĩ lại, gật đầu, mũi chân hắn khẽ nhún xuống, người bay đi như đạn bắn. Trong thoáng chốc, một thanh kiếm đã phóng tới trước mặt người đàn ông áo trắng. Tốc độ của kiếm này cực nhanh, không hề làm màu, vô cùng trực tiếp và thẳng thắn. Đối mặt với nhát kiếm kỳ lạ này, người đàn ông áo trắng khẽ cười, ông ấy duỗi hai ngón tay, dùng ngón tay làm kiếm. Chỉ vào kiếm ý của Diệp Quân. Khựng. Kiếm ý của Diệp Quân bị buộc phải dừng lại tại chỗ, nhưng vào lúc này, một luồng kiếm quang lại phóng tới trước mặt người đàn ông áo trắng. Nhát kiếm này còn nhanh hơn và mạnh hơn. Người đàn ông áo trắng không vội, kẹp ngón tay lại rồi búng ra, kiếm ý vỡ tan rồi quét đi. Vụt. Trong chớp mắt, Diệp Quân lui ra cả nghìn trượng. Xung quanh cực kỳ im lặng. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo trắng, trong mắt đầy vẻ khó tin, mẹ kiếp. Phải công nhận là lúc này hắn thật sự bị sốc. Hắn liên tiếp rút ra hai kiếm, đều không hề nương tay, thế nhưng người đàn ông áo trắng lại có thể dễ dàng đỡ được. Khó tin. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo trắng, lúc này vẻ mặt hắn cũng dần trở nên nghiêm túc, trực giác nói cho hắn biết, người đàn ông nhìn như vô hại trước mắt này đáng sợ hơn Mạt Yêu Yêu lúc nãy. Lúc này, người đàn ông áo trắng lại nói, nào, tiếp tục đi. Tiếp tục. Diệp Quân dẹp mọi suy nghĩ, nhìn người đàn ông áo trắng rồi cười, được thôi. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, hắn đã hóa thành kiếm quang phóng tới trước mặt người đàn ông áo trắng. Lần này hắn đã sử dụng kiếm kỹ. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. 10 lần thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm xếp chồng liên tiếp. Kiếm này vừa ra, đất trời nổ tung. Mọi người đều cảm nhận được một luồng uy lực kiếm thế đáng sợ, làm cho mọi người hít thở không thông. Nhưng đối mặt với nhát kiếm đáng sợ của Diệp Quân,
vẻ mặt người đàn ông áo trắng vẫn bình tĩnh, ông ấy duỗi hai ngón tay, sau đó chỉ vào kiếm ý đáng sợ của Diệp Quân dưới ánh mắt chú ý của mọi người. Chỉ này vừa hạ, kiếm ý mang theo uy lực sấm sét kia bị cố định tại chỗ, mà tất cả sức mạnh trong kiếm ý đều bị chỉ này đè lên kiếm ý mà không thể phóng ra. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân ở nơi xa co rụt tròng mắt lại. Phía trên hư không, vẻ mặt Tả chủ giáo và Hữu chủ giáo cũng trở nên nặng nề chưa từng có, sức mạnh trong nhát kiếm đó của Diệp Quân, dù là họ cũng không dám lơ là, thế nhưng người đàn ông áo trắng lại rất dễ dàng đỡ được. Dễ dàng kiềm chế được một kiếm này. Đáng sợ. Trong lòng cả hai người đều kinh hãi. Xa xa, người đàn ông áo trắng chợt bóp kiếm ý của Diệp Quân, sau đó thuận thế búng ra, kiếm ý bay ra, mục tiêu không phải Diệp Quân mà là hư không trên trời. Ngay khi kiếm này phóng lên trời, hư không lập tức bị phá vỡ. Một màu đen kịt, bầu trời như đáy nồi, vô cùng khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt mọi người càng trở nên nặng nề hơn. Thì ra nhát kiếm vừa rồi của Diệp Quân đáng sợ như vậy, nếu là người khác thì e đã sớm hóa thành bột mịn rồi. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Quân, khẽ mỉm cười, tiếp đi. Tiếp, giọng nói rất bình tĩnh. Không khinh thường, càng không có chế giễu. Diệp Quân im lặng hồi lâu rồi xòe bàn tay ra, thánh kiếm Hiên Viên xuất hiện trong tay hắn. Hai lần ra tay khiến hắn hiểu rằng đối mặt với người đàn ông áo trắng bí ẩn này, hắn phải dùng đến thứ khác. Tất nhiên điều này cũng khiến hắn phấn khích hơn. Từ trước đến nay, những người cùng cấp hắn gặp, ngoài tỷ tỷ Diệp An ra, hầu như hắn luôn có thể tung hoành ngang dọc. Mà lúc này, cuối cùng cũng có một đối thủ mạnh đến. Diệp Quân tiến lên một bước này, kiếm quang đột nhiên phóng tới trước mặt người đàn ông áo trắng, trong kiếm quang có chứa vô số sao trong vũ trụ. Vũ trụ trong kiếm. Diệp Quân phóng kiếm này ra, Tả Hữu chủ giáo trên hư không đều chợt sáng mắt. Hai kiếm kỹ Diệp Quân sử dụng lúc nãy đã khiến họ bất ngờ lắm rồi, mà bây giờ, kiếm kỹ thứ ba cũng rất ấn tượng. Chắc chắn có sư phụ nổi tiếng. Tả chủ giáo nhìn Diệp Quân đã phóng tới trước mặt người đàn ông áo trắng, lông mày nhíu chặt, kiếm này của Diệp Quân hơi giống với một thần bảo được ghi trong sách. Xa xa, đối mặt với vũ trụ trong kiếm của Diệp Quân, nét mặt người đàn ông áo trắng vẫn bình như nước, ông ấy một lần nữa duỗi hai ngón tay ra rồi chỉ về phía trước. Lúc này, thánh kiếm Hiên Viên của Diệp Quân lại một lần nữa bị chấn áp tại chỗ. Nhưng lúc này, lại một luồng kiếm quang khác phóng tới trước mặt người đàn ông áo trắng. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Hai kiếm liên tiếp. Người đàn ông áo trắng đưa ngón tay về phía trước rồi chỉ, kiếm quang xuất hiện. Bùm! Một vùng kiếm quang nổ tung trước mặt người đàn ông áo trắng, làn sóng xung đột từ kiếm khí mạnh mẽ thoáng chốc hất văng Diệp Quân ra xa. Nhưng người đàn ông áo trắng vẫn bất động như núi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người có mặt đều im lặng. Thực lực của người đàn ông áo trắng quá kinh khủng. Áp chế Diệp Quân không thương tiếc. Sau khi dừng lại, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, trong lòng kinh hãi cùng cực, ngươi cũng là kiếm tu. Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, phải. Kiếm tu. Diệp Quân trầm giọng, vì sao ngươi không xuất kiếm? Người đàn ông áo trắng chỉ cười không nói. Diệp Quân nhìn hắn ta, Thiên Thiên. Thiên Thiên. Vừa dứt lời, một luồng khí đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể Diệp Quân. Khí thế của Long tộc. Dung hợp. Nhát kiếm vừa rồi khiến Diệp Quân hiểu hắn buộc phải dốc hết toàn lực, không thể giữ lại gì nữa. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, giờ phút này hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận. Sức mạnh của Ngao Thiên Thiên. Xa xa, người đàn ông áo trắng nhìn khí thế của Diệp Quân đang điên cuồng tăng lên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như cũ. Thực ra ông ấy có thể kết thúc trận đấu ngay từ khi Diệp Quân ra kiếm đầu tiên, nhưng ông ấy không làm thế, vì ông ấy có cảm giác quý mến khó hiểu với kiếm tu trẻ trước mắt này. Diệp Quân tiến lên một bước, kiếm quang bỗng chốc chém tới trước mặt người đàn ông áo trắng. So với mấy kiếm trước, uy lực của kiếm này đã có sự thay đổi về chất. Sức mạnh của hai người hợp nhất không đơn giản chỉ là 1+1, phải biết rằng bây giờ Ngao Thiên Thiên đã là đế quân. Hơn nữa vì cô ấy là Long tộc nên thực lực còn vượt xa đế quân cùng cấp. Sau khi cô ấy hợp nhất với Diệp Quân,
sức mạnh của Diệp Quân có thể nói là tăng lên không chỉ 10 lần. Mà kiếm kỹ hắn nghiên cứu chính là khả năng bùng nổ, cho nên khi xuất kiếm này, đất trời trong mấy trăm vạn dặm đều trở nên mơ hồ, một luồng khí chết chóc bao phủ tất cả mọi người. Nhát kiếm này khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Con át chủ bài đây rồi. Mà đối mặt với nhát kiếm này, ánh mắt người đàn ông áo trắng vẫn bình tĩnh, tựa như nhát kiếm này cũng chẳng khác gì với vừa nãy. Khi kiếm của Diệp Quân đến trước mặt hắn ta, ông ấy một lần nữa duỗi ra hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng siết chặt. Bùm! Nhát kiếm đáng sợ của Diệp Quân đã bị hai ngón tay ông ấy kẹp lại, sức mạnh đáng gờm trong kiếm cũng bị áp chế ngay tức khắc. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hóa đá. Mà con người Diệp Quân cũng co rụt lại, lúc này hắn cảm thấy kiếm của mình không thể di chuyển được dù chỉ một tấc. Sức mạnh trong kiếm cũng không thể giải phóng. Hoàn toàn bị chấn áp. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo trắng, người đang giả heo ăn thịt hổ đấy à. Lúc này hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Nên nói là bất thường thì đúng hơn. Nghe Diệp Quân nói thế, người đàn ông áo trắng khẽ cười, kiếm đạo không phức tạp như vậy. Nói xong hai ngón tay của ông ấy khẽ dùng sức, tay Diệp Quân run lên, khi hắn hoàn hồn thì thánh kiếm Hiên Viên đã xuất hiện trong tay người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng vuốt thân thánh kiếm Hiên Viên, sức mạnh đáng sợ ẩn trong kiếm cũng đã biến mất hoàn toàn. Thấy thế, nét mặt Diệp Quân trở nên nặng nề, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực. Hắn biết dù sử dụng sức mạnh huyết mạch cũng chẳng thể đánh bại được người đàn ông trước mặt mình. Khoảng cách rất lớn. Giờ khắc này hắn mới thật sự hiểu được thế nào là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Hắn vẫn đánh giá thấp người trong thiên hạ quá. Người đàn ông áo trắng chợt lên tiếng, nhát kiếm đầu tiên của ngươi thú vị hơn đấy. Diệp Quân nhìn hắn ta, hơi ngờ vực hỏi lại, nhát kiếm đầu tiên. Người đàn ông áo trắng gật đầu, kiếm đó không có ngoại lực, là sức mạnh kiếm đạo đơn thuần, nhưng đó mới là ngươi thực sự, cũng là cốt lõi của ngươi. Có thể nhìn ra được, ngươi đang đối mặt với chính mình, phải kiên trì với nó. Diệp Quân thấp giọng nói, cảm ơn tiền bối chỉ dạy. Thua người trước mắt, hắn không có ý gì khác, ngược lại còn rất vui. Mình không bằng người, thua tức là thua, Diệp Quân hắn chấp nhận. Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, sau đó trả thánh kiếm Hiên Viên trong tay lại cho Diệp Quân, kiếm của ngươi rất sắc bén, cũng có điểm đặc biệt, bớt dùng lại thì hơn, vì kiếm có sắc hơn nữa nhưng nếu người dùng kiếm không được thì cũng vô ích. Nghe thấy câu này, thánh kiếm Hiên Viên như không phục lắm, nó khẽ rung lên sau đó đâm về phía người đàn ông áo trắng, nhưng nhanh chóng bị bắt lấy. Người đàn ông áo trắng bật cười, thanh kiếm này của ngươi nóng tính đấy. Trên đời không kiếm nào có thể khiến ta bị thương được. Diệp Quân chớp mắt, không kiếm nào có thể khiến tiền bối bị thương được. Người đàn ông áo trắng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta không tin. Người đàn ông áo trắng cười, ngươi muốn thử không? Diệp Quân gật đầu, muốn, nếu kiếm của ta có thể khiến tiền bối bị thương, tiền bối có thể đồng ý với ta một điều kiện không? Người đàn ông áo trắng cười, được thôi. Khóe miệng Diệp Quân hơi nhếch lên, hắn xòe tay ra, chậm chậm nhắm mắt lại, Thanh Huyên, ta mượn ngươi thêm lần nữa nhé. Kiếm Thanh Huyên, chỉ dậy. Không kiếm nào có thể khiến ông ấy bị thương được. Lời nói của người đàn ông áo trắng trước mắt khiến Diệp Quân hơi không phục, chỉ ít hắn cảm thấy chắc chắn kiếm Thanh Huyên có thể. Dù sao kiếm Thanh Huyên cũng là kiếm sắc bén nhất thế gian. Vì vậy, hắn chọn mượn kiếm. Mặc dù mượn kiếm hơi thường xuyên, nhưng con mượn kiếm của cha chẳng phải chuyện rất bình thường sao. Nhưng không có động tĩnh gì. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân đen xì, hắn lại gọi trong lòng, Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên. Nó thực sự không dám di chuyển. Thường ngày ngươi mượn kiếm đánh người ngoài thì nó không có ý kiến, nhưng bây giờ ngươi mượn kiếm để chém cha ruột, tuyệt đối không được. Thấy vẫn không có động tĩnh gì. Sắc mặt Diệp Quân nhất thời trầm xuống, nếu không mượn được kiếm, hắn thật sự rất mất mặt. Diệp Quân vội nói trong lòng, tháp gia, ngươi giúp ta đi. Tiểu tháp khẽ nói, cảm ơn ngươi đã coi trọng ta, thể diện của ta ở Dương tộc thật sự không lớn lắm đâu. Diệp Quân, lúc này người đàn ông áo trắng chợt hỏi, người trẻ tuổi, kiếm của ngươi đâu? Diệp Quân, như nhìn ra được sự lúng túng của Diệp Quân,
Người đàn ông áo trắng khẽ cười, chuyển chủ đề, ngươi có xuất kiếm nữa không? Dùng kiếm đầu tiên của ngươi đi. Diệp Quân không hiểu ý ông ấy nhưng vẫn gật đầu, được. Nói xong hắn đâm kiếm ra. Kiếm này không có kiếm kỹ nào, cũng không sử dụng sức mạnh huyết mạch. Là một kiếm vô cùng thuần túy. Thấy kiếm tới, nét mặt người đàn ông áo trắng bình tĩnh, khi kiếm còn cách ông ấy nửa tấc, một luồng kiếm ý vô hình đã ngăn thanh kiếm lại. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo trắng, hắn biết ông ấy muốn dạy mình, vì thế hắn cung kính nói, xin tiền bối chỉ dạy. Người đàn ông áo trắng khẽ cười, ấm áp nói, tuy uy lực thanh kiếm này của ngươi không bằng mấy kiếm kỹ lúc nãy, nhưng lại rất thuần túy, là thanh kiếm mà kiếm tu nên có, nhưng vẫn thiếu hai thứ. Thứ nhất là ý, tuy ngươi có kiếm ý nhưng ý này vẫn chưa đủ kiên định. Có thể nói cho ta biết vì sao không kiên định không? Kiếm ý. Diệp Quân im lặng, kiếm ý của hắn là gì? Là kiếm ý vô địch. Nhưng từ đầu đến giờ kiếm ý vô địch đã không có gì đặc biệt, càng ngày càng trở nên vô vị, vì thế sau này hắn không sử dụng kiếm ý này mấy. Diệp Quân khẽ thở dài, cười khổ tiền bối, nói thật, khi ta còn trẻ, chưa trải sự đời, vì thế tâm thế cao ngạo, tưởng rằng sau này mình nhất định có thể vượt qua được thế hệ cha ông, bởi vậy có tín niệm vô địch. Nhưng sau khi trưởng thành, từng trải nhiều hơn, ta càng cảm thấy vô lực, bởi vì kẻ thù cực mạnh với ta chỉ là con kiến đối với thế hệ cha ông ta. Thần trong lòng. Từ đầu đến giờ, Diệp Quân đã cố gắng giữ vững tâm lý, không để lòng mình có thần. Nhưng càng về sau, hắn càng phát hiện thực lực của thế hệ cha ông thật sự mạnh đến nỗi khiến hắn hơi tuyệt vọng. Hắn biết nên kiên trì với tâm ban đầu, kiên định tín niệm. Nhưng nhiều lúc, biết thì dễ nhưng làm thì khó. Bởi thế ngay từ khi kiếm ý vô địch của hắn sinh ra, chưa từng được nâng cao, thậm chí nhiều lúc hắn còn không dùng đến kiếm ý. Nghe Diệp Quân nói thế, người đàn ông áo trắng gật đầu, thì ra là vậy, thế ta hỏi ngươi một câu, lúc này trong lòng ngươi có còn suy nghĩ như lúc đầu, muốn vượt qua thế hệ cha ông, trở thành người vô địch cuối cùng không? Diệp Quân gật đầu, có. Người đàn ông áo trắng cười, không phải tín niệm của ngươi không kiên định. Mà là chuyện này với ngươi thực sự quá khó, vì vậy dù tín niệm của ngươi kiên định nhưng cũng chỉ có thể ẩn giấu trong lòng, lặng lẽ cố gắng phấn đấu. Dù sao nếu chưa làm mà đã luôn miệng nói sẽ khiến người khác cười thôi. Nói tới đây ông ấy dừng một chút rồi lại nói, ngươi còn xuất sắc hơn ta nghĩ. Diệp Quân nhìn người đàn ông trước mắt, không nói gì nhưng trong lòng đã cảm động. Người đàn ông áo trắng nói tiếp, ta có đề nghị này, ngươi có thể nghe. Nếu có tác dụng với ngươi thì ngươi thử xem. Nếu ngươi thấy không hợp lý thì cứ cười cho qua, ngươi thấy thế nào? Diệp Quân cung kính nói, xin tiền bối chỉ dạy. Người đàn ông áo trắng cười, mọi chuyện trên đời đều không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nếu muốn vô địch như thế hệ trước thì khá khó. Vì sao chúng ta không đặt ra mục tiêu nhỏ hơn trước, chẳng hạn như, vô địch cùng cấp. Vô địch cùng cấp. Nghe người đàn ông áo trắng nói, Diệp Quân im lặng. Thấy Diệp Quân im lặng, người đàn ông áo trắng hỏi, sao, thấy quá dễ à? Diệp Quân lắc đầu, trước khi gặp được ngài, ta cảm thấy rất dễ. Người đàn ông áo trắng bật cười, vậy nên dù là vô địch cùng cấp cũng đã khó rồi, phải không? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông áo trắng dịu dàng nói, nhưng vô địch cùng cấp dễ hơn vượt qua thế hệ cha ông của ngươi mà, đúng không? Diệp Quân cười đáp, đương nhiên. Người đàn ông áo trắng lại nói, chàng trai trẻ, không cần tạo cho mình quá nhiều áp lực, bởi vì áp lực quá lớn sẽ khiến cuộc sống rất mệt mỏi. Ta tin cha mẹ ngươi chắc chắn không muốn thấy ngươi sống quá mệt mỏi đâu. Nghe người đàn ông áo trắng nói, trong lòng Diệp Quân dâng lên cảm giác khó hiểu, cảm giác này như đã từng xuất hiện. Diệp Quân vô thức hỏi, tiền bối họ Diệp à? Người đàn ông áo trắng hơi giật mình, hiển nhiên không ngờ Diệp Quân lại đột nhiên hỏi như vậy. Sau khi hoàn hồn lại, ông ấy lắc đầu cười, không phải. Không phải. Nghe người đàn ông áo trắng nói thế, Diệp Quân hơi thất vọng, sau đó cười tự giễu, hắn thật sự nghĩ nhiều rồi. Diệp Quân không nghĩ ngợi nữa, chắp tay cúi đầu với người đàn ông, cảm ơn tiền bối chỉ dạy, ân tình này vãn bối sẽ khắc ghi trong tim. Đối với người trước mặt, hắn đã tâm phục khẩu phục. Thua không đáng sợ, đáng sợ là không chấp nhận nổi việc thua. Hơn nữa, trực giác của hắn nói cho hắn biết, kiếm tu trước mắt vẫn chưa thật sự dốc hết toàn lực.
hắn hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta. Đương nhiên cũng là chuyện tốt, vì hôm nay hắn thu hoạch được rất nhiều. Như người đàn ông trước mắt nói, nếu vô địch thế hệ cha ông khó, vậy sao không thực hiện từng bước một? Ví dụ như vô địch cùng cấp trước. Vô địch cùng cấp. Nghĩ đến đây, Diệp Quân hít sâu một hơi, toàn thân sảng khoái vô cùng, tựa như hòn đá nặng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng lúc này, dường như cảm nhận được tâm trạng Diệp Quân thay đổi, kiếm ý vô địch đã yên lặng hồi lâu chợt dâng trào ra khỏi cơ thể hắn. Kiếm ý vô địch vây quanh Diệp Quân, hơi thở cũng dần dần thay đổi. Có lại cuộc đời mới. Kiếm vì người mà phi phàm, kiếm ý cũng vậy. Khoảnh khắc Diệp Quân bước ra khỏi khó khăn, kiếm ý của hắn cũng bước ra, có lại cuộc sống mới. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông áo trắng nở nụ cười, trong mắt cũng đầy vẻ vui mừng, cảm ngộ và tâm tính của thanh niên trước mắt còn tốt hơn với ông ấy tưởng tượng, không biết là con nhà ai mà xuất sắc thế. Diệp Quân cảm nhận được kiếm ý vô địch quanh người, hắn cũng nở nụ cười, lúc này hắn cảm giác kiếm ý vô địch đã sống lại. Lúc này người đàn ông áo trắng lên tiếng, người xuất kiếm lần nữa thử xem. Nghe thế, Diệp Quân cười, được. Dứt lời hắn đâm ra một kiếm. Vẫn không dùng kiếm kỹ và sức mạnh huyết mạch, chỉ là một kiếm thuần túy nhất. Kiếm đâm tới trước mặt người đàn ông áo trắng, ông ấy lại duỗi hai ngón tay ra rồi kẹp nhẹ, kẹp lấy kiếm của Diệp Quân. Khi kẹp được kiếm, người đàn ông áo trắng hơi do dự, sau đó lui về phía sau hai bước. Lui rồi. Mặc dù chỉ có hai bước, nhưng mọi người xung quanh đều hiểu rằng kiếm đạo của Diệp Quân đã mạnh hơn trước. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo trắng đã lùi lại hai bước, không nói gì. Người đàn ông áo trắng cười, sau khi ý của ngươi sống lại, uy lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Diệp Quân gật đầu, ừm. Hắn không từ chối ý tốt của đối phương, tuy hắn không biết vì sao đối phương lại làm như vậy. Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu, ta phải đi đây. Diệp Quân hỏi, tiền bối tên là gì? Người đàn ông áo trắng mỉm cười, đang định lên tiếng thì lúc này có dị biến, chỉ thấy bầu trời chợt tách ra, sau đó một luồng khí đáng sợ quét tới. Cả học viện thần đều sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ khó hiểu. Hai vị chủ giáo trong hư không cũng cau mày. Khách không mời. Không có sự cho phép của học viện thần. Người ngoài không được phép xông vào học viện thần, là kẻ nào to gan dám xông vào học viện thần đây? Dưới ánh mắt của mọi người, một ông lão chậm rãi đi ra từ vết nứt thời không trên bầu trời, ông ta mặc hoa bào, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt như bị ai cắm sừng. Mà phía sau ông ta còn có một thanh niên mặc áo bào đen, thanh niên này vừa ra, ánh mắt đã dừng trên người Diệp Quân, sát ý trong mắt không hề che giấu. Nhìn thấy thanh niên áo bào đen này, Diệp Quân nhíu mày thật sâu, bởi vì ông ấy chính là người đã bị hắn giết lúc trước, sao ông ấy vẫn còn sống? Diệp Quân hơi khó hiểu. Lúc này ông lão hoa bào cũng nhìn vào Diệp Quân, với thực lực của nhà họ Vương, muốn tìm được Diệp Quân đương nhiên không khó. Khi điều tra ra Diệp Quân là học viên của thần viện học viện thần, suy nghĩ đầu tiên của ông lão không phải sợ hãi mà là phải giết. Bắt buộc phải giết. Nếu chỉ là một người bình thường thì có thể bỏ qua. Sau này sẽ không gây ra uy hiếp gì cho nhà họ Vương. Nhưng đây là học viên của thần viện. Thiên phú của học viên này đáng sợ đến mức nào? Nếu để hắn trưởng thành, sau này hắn sẽ có cơ hội uy hiếp nhà họ Vương. Có một số mối thù, nếu đã để lại thì chỉ có thể diệt trừ tận gốc, tiêu diệt mọi nhân quả, nếu không sẽ rất phiền phức. Thật sự rất nhiều ví dụ về diệt cỏ không diệt tận gốc, cuối cùng sẽ bị người ta lật kèo. Trước mặt Diệp Quân, người đàn ông áo trắng vốn định đi, nhưng khi nhìn ông lão hoa bào, ông ấy nhíu mày, hỏi Diệp Quân, kẻ thù của ngươi à? Diệp Quân gật đầu, nhìn tư thế này chắc là vậy đó. Tiền bối, chẳng phải người định đi ư? Người đàn ông áo trắng cười khẽ, không vội. Không vội. Diệp Quân thoáng nghi hoặc. Lúc này, Tả, Hữu chủ giáo đột ngột xuất hiện trước mặt ông lão nhà họ Vương. Tả chủ giáo nhăn mày. Giọng thoáng vẻ không hài lòng, Vương Lan, ông làm gì vậy? Bọn họ cũng coi như có quen biết vị được gọi là Vương Lan của nhà họ Vương này, bởi vì Vương Lan cũng từng gia nhập học viện thần, có điều, ông ta cũng chỉ là một học viên nội viện mà thôi. Vương Lan nhìn hai vị Tả, Hữu chủ giáo, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh, hai vị chủ giáo,
lần này ta tự tiện xông vào học viện thần không phải cố tình có thái độ thù địch với học viện thần mà chỉ vì không muốn kẻ thù của nhà họ Vương ta có cơ hội chạy trốn, bởi vậy, nếu có mạo phạm chỗ nào, xin hai vị thứ lỗi cho. Tả chủ giáo nghi hoặc kẻ thù của nhà họ Vương ông. Vương Lan giận dữ chỉ tay về phía Diệp Quân, chính là hắn. Nghe Vương Lan nói thế, tả chủ giáo cùng hữu chủ giáo lập tức trầm mặt. Diệp Quân, tả chủ giáo trầm giọng hỏi, Vương Lan, nói kỹ hơn đi. Vương Lan lạnh lùng liếc nhìn Diệp Quân bên dưới, nói, khi trước, người này vô duyên vô cớ giết chết cháu ta là Vương Vân, sau đó chạy trốn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, khiến thần Phật cũng phải tức giận, nếu không nhờ nhà họ Vương ta có đôi chút thủ đoạn, giúp cháu ta hồi sinh, chỉ sợ đứa cháu này của ta đã chết oan chết uổng. Nghe Vương Lan nói thế, tả hữu chủ giáo đều nhíu mày. Hữu chủ giáo nhìn về phía Diệp Quân, người nói đi. Tất nhiên ông ta không thể chỉ nghe lời từ một phía Vương Lan, con người ai mà chẳng có xu hướng lợi kỷ, chỉ biết nói những điều có lợi cho mình, những điều bất lợi cho người có đôi khi còn thêm mắm dặm muối. Diệp Quân liếc nhìn hai ông cháu Vương Lan, ánh nhìn dừng trên người thiếu niên áo đen Vương Vân, cười hỏi, vì sao ta giết ngươi? Lòng ngươi không tự biết sao? Sắc mặt Vương Vân trở nên khó coi, dĩ nhiên gã không thể nói thẳng ra được, vụ việc vốn do gã tính giả ngầu mà dẫn tới hậu quả, chỉ có điều gã đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Quân. Hỗn xược! Vương Lan đột nhiên gầm lên, một hơi thở khủng bố ập về phía Diệp Quân như muốn chèn ép hắn. Dám trực tiếp ra tay! Ánh mắt Diệp Quân trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông áo trắng bên cạnh hắn cũng nhíu mày. Trong bóng tối, người phụ nữ váy trắng đã nghĩ đến một cảnh tượng pháo hoa nở rộ. Dừng tay! Đúng lúc này, hữu chủ giáo bỗng phát tay áo lên, một sức mạnh cực hùng hồn chấn nát hơi thở của Vương Lan. Vương Lan quay phát lại, nhìn về phía hữu chủ giáo, sắc mặt hết sức khó coi. Hữu chủ giáo chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, Vương Lan, nơi này là học viện thần, không phải đất nhà họ Vương các ông. Tả chủ giáo nhìn Vương Lan. Ánh mắt cũng lộ vẻ không hài lòng. Thực ra không phải ông ta đã lựa chọn đứng về phía Diệp Quân mà chỉ đang nghĩ, tay Vương Lan này thật không biết điều, đây là khuôn viên của học viện thần, nếu thật sự để Vương Lan ra tay tấn công Diệp Quân, bọn họ lại mặc kệ không quản đến, việc này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta cho rằng học viện thần sợ nhà họ Vương sao. Thể diện tuy là thứ không đáng bao tiền nhưng có rất nhiều khi, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng. Bầu không khí nơi này chợt trở nên căng thẳng hẳn. Vương Lan hít sâu một hơi rồi nói, hữu chủ giáo, vừa rồi là do ta thất thố. Cuối cùng, ông ta vẫn lựa chọn nhún nhường. Dù sao thì, mục đích lần này của ông ta là Diệp Quân mà không phải là học viện thần. Nếu gây hấn với học viện thần, hai bên đối đầu thì chỉ e mất nhiều hơn được. Hữu chủ giáo lạnh lùng liếc nhìn Vương Lan, sau đó nhìn sang Diệp Quân, người nói tiếp đi. Diệp Quân cười cười, bắt đầu thuật lại ngọn nguồn sự việc, hắn không thêm bớt điều gì, những người có mặt ở đây đều thuộc hàng lão luyện, tất nhiên có thể phân biệt thật giả. Khi nghe Diệp Quân nói xong, những người có mặt ở đó đều sa sầm sắc mặt. Kiêu căng càn quấy, ăn chơi trác táng, khinh người quá đáng. Tất cả học viên học viện thần đều nhìn về phía Vương Vân, sắc mặt vô cùng khó coi. Vương Vân cũng cực kỳ mất mặt. Hữu chủ giáo nhìn Vương Lan, cười nhạt, vô duyên vô cớ muốn giết người, người nhà họ Vương ông cũng thật bá đạo nhỉ. Sắc mặt Vương Lan cũng trở nên hết sức khó coi, thực ra ông ta cũng là người không rõ mọi chuyện. Ông ta biết cháu mình không được lanh lợi thông minh cho lắm, nhưng ông ta không thể ngờ rằng đứa cháu này lại ngu xuẩn đến mức đó. Dù ngươi có muốn giết người thì cũng phải biết kiếm lý do nghe xuôi tai một chút chứ. Nhưng lúc này... ông ta không thể không đứng về phía cháu mình. Vương Lan đưa mắt nhìn Diệp Quân, nói, mặc dù giữa các ngươi có chút hiểu lầm, nhưng ngươi cũng không nên vì thế mà chọn cách giết người chứ. Ta thấy rõ ràng ngươi không hề để nhà họ Vương ta vào mắt. Diệp Quân chau mày, đó chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ chắc. Cháu ông muốn giết ta, điều đó đối với ông chỉ là hiểu lầm. Tả hữu chủ giáo cũng nhíu mày, lão già này trở nên mặt dạn mày dày như thế từ bao giờ. Vương Lan không nhìn Diệp Quân mà quay sang phía hai vị chủ giáo, việc này hai vị thấy thế nào? Từ đầu tới giờ, đối với ông ta, thái độ của Diệp Quân có quan trọng không? Không quan trọng.
Điều duy nhất quan trọng là thái độ của học viện thần, chỉ cần đối phó được với học viện thần thì Diệp Quân này đối với nhà họ Vương mà nói, cũng chỉ là một con sâu cái kiến có kích thước lớn chút mà thôi. Là hậu duệ của thần linh, nhà họ Vương có sự tự tin này. Thấy Vương Lan nhất quyết không muốn bỏ qua, Tả Hữu chủ giáo nhíu chặt mày, Hữu chủ giáo nói thẳng, Vương Lan, việc này do cháu trai ông gây nên, có liên quan gì đến Diệp Quân? Chẳng lẽ chỉ có cháu trai ông được quyền giết cậu ta, không cho cậu ta giết cháu ông? Thế gian nào có chuyện vô lý như thế? Vương Lan tức thì lạnh mặt, nói vậy có nghĩa là học viện thần các vị quyết định bảo vệ tay Diệp Quân này. Hữu chủ giáo xa sầm mặt, ông đang đe dọa ta. Thấy thái độ hai bên càng lúc căng thẳng, Tả chủ giáo vội hỏi, Vương Lan, theo ta thấy, việc này có thể dừng ở đây được rồi. Dẫu sao thì cháu trai ông cũng chưa chết, không có tổn thất gì, hai bên không thể bỏ qua chuyện này làm hòa được sao? Vương Lan âm trầm nói, vậy tức là muốn cháu ta chết một lần vô ích. Hữu chủ giáo nhăn mặt, Vương Lan, ông cũng là một nhân vật có địa vị, lẽ nào đúng sai trong chuyện này cũng không phân biệt được. Cháu trai ông vô duyên vô cớ ác ý nhằm vào Diệp Quân, nếu đổi thành ông, lẽ nào ông không phản kháng? Vương Lan lạnh lùng nói, cháu ta quả có muốn giết hắn, nhưng cháu ta đã thành công giết hắn sao? Việc đó nhiều nhất cũng chỉ coi như giết người chưa toại, nhưng Diệp Quân giết cháu ta lại là sự thực, người nhà họ Vương ta bị giết, chẳng lẽ ta không thể hạch tội? Hữu chủ giáo nhăn mày, vốn định quát lớn một lần nữa nhưng ngẫm lại, cảm thấy không thích hợp lắm. Việc này có điều không ổn. Hữu chủ giáo cúi đầu nhìn về phía Diệp Quân, chợt bừng tỉnh. Hiển nhiên, Vương Lan kia thấy Diệp Quân là học viên của học viện thần, sợ sau này Diệp Quân trưởng thành sẽ trả thù nhà họ Vương. Tay Vương Lan này muốn diệt trừ hậu họa ngay từ đầu đây mà. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hữu chủ giáo càng thêm âm trầm. Tả chủ giáo lúc này cũng hiểu ra, suy nghĩ một chút, ông ta nói, Vương Lan. Ta biết ông muốn giải quyết rõ nhân quả chuyện này, nhưng phương thức giải quyết nhân quả cũng có rất nhiều loại, không nhất định phải giết người, ông hiểu ý ta chứ? Ngẫm lại, nhân quả chuyện này đơn giản cỡ nào? Nhà họ Vương chỉ cần nhún nhường một chút, nhân quả này chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Nếu biết nhìn xa trông rộng hơn một chút, thì cho đối phương chút đỉnh gọi là bồi thường, tranh thủ mượn hơi, nhân quả này không chỉ được giải quyết êm đẹp mà còn có thể biến thành một thiện duyên. Như vậy không tốt sao? Vì sao nhất quyết muốn giết người để chặt đứt nhân quả? Sắc mặt Vương Lan càng trở nên âm trầm, tất nhiên ông ta cũng hiểu được ý của Tả chủ giáo, có điều, muốn ông ta nhún nhường với Diệp Quân. Tay Diệp Quân này xứng sao? Nhà họ Vương ông ta là hậu duệ của thần linh, lại muốn ông ta phải nhún nhường với một phàm nhân. Ông ta không chịu được, nhà họ Vương càng không thể chấp nhận chuyện mất thể diện như thế. Vương Lan liếc nhìn Tả, Hữu chủ giáo, nói, hắn là học viên của học viện thần, nhà họ Vương ta nể mặt học viện thần, sẽ không ra tay trong khuôn viên học viện, nhưng nếu hắn bước chân ra khỏi học viện thần, nhà họ Vương ta tất sẽ diệt ngay. Nói đoạn, ông ta kéo Vương Vân quay đầu định rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Quân đang đứng bên dưới đột nhiên lên tiếng, chờ chút. Vương Lan quay sang nhìn Diệp Quân, hiện giờ mới biết xin tha, chỉ e đã không. Diệp Quân đột nhiên nhún người, phóng thẳng ra ngoài học viện, nhìn về phía Vương Lan, hiện giờ ta đã ra khỏi học viện. Mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn. Thấy rõ Diệp Quân vừa làm gì, tất cả những người có mặt ở đó đều bối rối. Trời đất! Sao ngươi lại hành xử cứng nhắc như thế? Đó là nhà họ Vương đấy. Là hậu duệ của thần linh đó. Ngươi cứ đối đầu trực diện vậy sao? Sau khi qua cơn khiếp sợ, rất nhiều người đều lộ vẻ kính nể. Thật là can trường hơn người. Không phải ông nói ta ra khỏi học viện là sẽ xử ta sao? Ông đây hiện giờ bước ra luôn, giỏi thì tới xử ta coi. Thật đúng là đàn ông đích thực. Trong lòng một số học viên, ấn tượng tốt với Diệp Quân đã tăng lên rất nhiều, dẫu sao lúc này Diệp Quân cũng là học viên của học viện thần, bọn họ thuộc cùng một phe. Nhiều nữ học viên khi nhìn về phía Diệp Quân, ánh mắt đã nảy sinh một thứ tình cảm khác. Thật khí phách. Tất nhiên, cũng có số ít học viên lắc đầu. Bên cạnh cô gái kiếm tu vận váy vải bố, người của vị Lai Tông, một thiếu niên cười nhạt, thật ngu xuẩn, nhà họ Vương này chính là hậu duệ của thần linh đó,
gia tộc rất hùng mạnh, đối đầu trực diện với họ là hành vi quá mức ngu xuẩn. Nếu ta là hắn, ta sẽ lựa chọn nhẫn nhịn cho qua thời gian này, tạm lánh sự trả thù của nhà họ Vương để mưu tính tương lai. Nói xong, cậu ta còn lén liếc nhìn cô gái váy vải bố bên cạnh. Cô gái vẫn không hề có bất cứ dao động nào, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng vào bóng dáng Diệp Quân xa xa. Thấy cô gái váy vải bố không có phản ứng gì với mình, thiếu niên cau mày, lại nói thêm, nếu ta là Diệp Quân, không chỉ phải nhẫn nại mà còn cần nhún nhường, tỏ thái độ nhận lỗi, khiến mọi người đều có lý do lùi một bước. Cô gái nọ chợt quay sang phía cậu ta, người mau cút xa một chút cho ta. Thiếu niên kia tức thì cứng đờ mặt ra. Xa xa, tả, hữu chủ giáo cũng đều đã ngây người trước hành vi đột ngột của Diệp Quân. Họ đều không ngờ Diệp Quân lại dám trực diện đối đầu với nhà họ Vương như thế. Tả chủ giáo trầm mặt xuống, người trẻ tuổi, tính khí nóng nảy lỗ mãng quá. Hữu chủ giáo lại có cái nhìn bất đồng, thanh niên không hào sảng như thế còn gọi là thanh niên sao? Tả chủ giáo khẽ thở dài, nhưng cứ thế, coi như cậu ta đã dồn mình và nhà họ Vương vào đường cùng, sau đó, cả hai bên đều không có đường lui. Hữu chủ giáo bình thản nói, dù cậu ta không làm như vậy, nhà họ Vương có bỏ qua cho cậu ta không? Tả chủ giáo im lặng. Phía bên kia, người đàn ông áo trắng nhìn thấy Diệp Quân làm thế, miệng bất giác nở nụ cười, ông ấy càng lúc càng thấy thiếu niên này thật thú vị. Rất hợp ý ông ấy. Phía xa xa, Vương Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ông ta thực sự rất bất ngờ, nhưng sau đó, ông ta chỉ cười khẽ rồi nói, dám trực diện đối đầu với hậu duệ của thần linh như thế, cũng có can đảm đấy. Nhưng mà, hậu quả sau đó, là ngươi. Diệp Quân cắt ngang lời ông ta, chớ làm nhảm nhiều lời, ta mời ông đánh chết ta. Trời đất! Bên dưới râm ran tiếng đám đồng ồ lên. Mời đánh chết ta! Thật đúng là hùng dũng! Bên cạnh cô gái váy vải bố kia, thiếu niên nọ cười nhạt, ngu xuẩn, làm ra hành vi thế này chỉ càng chọc giận nhà họ Vương, nếu là ta. Cô gái váy vải bố chợt quay người, chém xuống một kiếm. Rầm! Thiếu niên kia bị chém nát thân thể. Thiếu niên! Cô gái nọ lạnh lùng liếc nhìn linh hồn của thiếu niên. Ta không có hứng thú với ngươi, xin chớ có khoe khoang bản thân trước mặt ta nữa, nếu không, ta đánh chết ngươi tại chỗ, hiểu không? Thiếu niên, cô gái váy vải bố không nhìn cậu ta nữa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Quân nơi xa, tay phải siết chặt thanh kiếm, ánh mắt mơ hồ chẳng rõ đang nghĩ gì. Nơi chân trời, Vương Lan nghe Diệp Quân nói thế, tức giận đến cười gần một tiếng, hay, hay lắm. Dứt lời, ông ta cũng không nói gì thêm, chỉ nhún người. Đánh một quyền về phía Diệp Quân. Cảnh giới đế quân. Một quyền đánh ra, đất nước trời sụp. Đối mặt với một quyền của Vương Lan, Diệp Quân không lùi còn tiến lên, đâm ra một kiếm. Một kiếm này, hắn không vận dụng sức mạnh huyết mạch hay kiếm kỹ. Đó chỉ là một kiếm rất bình thường, nhưng một kiếm này, hắn vận dụng kiếm ý vô địch hoàn toàn mới. Một kiếm chém ra, bình bình thản thản, như gió mát phất tới. Rầm. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Vương Lan đã bị một kiếm của Diệp Quân chém xuống, đẩy lùi mấy nghìn trượng. Vừa dừng lại được, sắc mặt ông ta đã biến đổi kịch liệt, đang định nói điều gì đó, nhưng Diệp Quân không cho ông ta cơ hội mở miệng mà tiếp tục xách kiếm chém tới. Còn người Vương Lan có rút lại, ông ta không dám trực diện chống lại chiêu này, bởi vì ông ta đã phát hiện, cánh tay phải của mình hiện đang nứt ra rồi, nếu còn dám đỡ chiêu này. Chỉ e cánh tay coi như sẽ bị tàn phế. Vì vậy, ông ta vung tay áo, một tấm chắn màu đen đột nhiên xuất hiện, chắn trước người ông ta. Kiếm tới. Rầm. Tấm chắn trúng kiếm, rung lên kịch liệt, vô số vết rạn chẳng chịt xuất hiện trên mặt. Diệp Quân lại chém một kiếm. Rầm. Tấm chắn vỡ nát trong tiếng nổ rung trời, hóa thành vô số mảnh vụn năng lượng bắn về bốn phương tám hướng. Xong. Vương Lan lúc này đã bị đẩy lùi hơn vạn trượng, khoảng cách hai bên đã được kéo giãn. Vương Lan nhìn Diệp Quân cầm kiếm đứng ở xa xa, ánh mắt đầy kinh hoàng, thực lực của ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân lại đã cầm kiếm xông tới. Một kiếm này, còn nhanh hơn cả trước đó. Chớp mắt, kiếm đã tới. Vương Lan hoảng hốt trong lòng, thân thể hơi cong lại, hai tay siết chặt, từng luồng hơi thở đáng sợ tức thì tuôn trào từ trong người ông ta ra ngoài. Cùng lúc đó, cánh tay phải của ông ta rụt lại,
Tích dồn toàn bộ sức mạnh, đánh ra phía trước một quyền. Một quyền dồn toàn lực. Giờ khắc này, ông ta không thể lùi thêm được nữa, cho nên đành liều mạng dốc hết sức đánh một quyền. Thắng sẽ sống sót. Bại sẽ mất mạng. Dầm. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một vùng quyền mang bị nghiền nát, Vương Lan bị hất văng ra xa, trong lúc đang bay, thân thể ông ta đã nổ tung từng phần, máu thịt văng tứ tung. Thấy thế, tất cả đều chấn động. Vương Lan này mặc dù mới chỉ đến cảnh giới đế quân nhưng cũng coi như thành danh đã lâu, tích lũy thâm hậu, nhưng một nhân vật như thế lại bị vài nhát kiếm của Diệp Quân chém nát thân thể. Hơn nữa, mấy kiếm này của Diệp Quân hoàn toàn không dùng bất kỳ kiếm kỹ nào. Ngay lúc này, Diệp Quân đột ngột hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất khỏi vị trí cũ. Thoáng chốc, kiếm quang đã lao tới trước mặt Vương Lan. Không đáng. Dừng tay. Nhưng cũng vào lúc này, Tả chủ giáo bỗng xuất hiện, che trước mặt Vương Lan. Diệp Quân chau mày. Tả chủ giáo trầm giọng, Diệp Quân, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu ngươi giết ông ta, vậy thì tương lai thực sự sẽ trở thành không chết không ngừng. Diệp Quân hỏi ngược lại, nếu ta không giết ông ta và nhà họ Vương sẽ bỏ qua cho ta sao? Tả chủ giáo trầm mặc. Diệp Quân khẽ cười một tiếng, cổ tay rung động, kiếm trong tay vòng qua Tả chủ giáo, chui vào giữa chân mày Vương Lan. Vương Lan bị ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Ông ta còn muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đấy, thanh kiếm ghim vào cơ thể ông ta kịch liệt run lên, chấn nát thần hồn ông ta. Một kiếm xử lý xong Vương Lan, Diệp Quân xoay người nhìn về phía Vương Vân đang ngây người nơi xa. Thấy Diệp Quân nhìn về phía mình, Vương Vân biến sắc, quay đầu định chạy trốn, nhưng chỉ tích tắc sau, một thanh kiếm đột nhiên từ bên dưới chém lên. Vèo! Vương Vân vừa cất bước chạy trốn, thanh kiếm kia đã đâm vào cơ thể gã. Thân thể và thần hồn của Vương Vân đồng thời bị nghiền nát. Lại chết một lần nữa. Khắp nơi tĩnh lặng như tờ. Diệp Quân liên tục giết chết hai người. Tất cả đều đã hiểu, Diệp Quân cùng nhà họ Vương lần này đã thực sự trở mặt thành tử thù. Hữu chủ giáo liếc nhìn Diệp Quân, khẽ thở dài. Ông ta biết, giờ đây, Diệp Quân cùng nhà họ Vương đã không còn bất kỳ cơ hội hòa giải nào nữa. Không chết thì không thể ngừng tay. Bởi vì nhà họ Vương chắc chắn sẽ không tha cho Diệp Quân. Như thế, học viện thần, Diệp Quân bỗng nhìn hai vị chủ giáo, hai vị tiền bối, việc này là ân oán cá nhân của ta và nhà họ Vương, để không liên lụy đến học viện thần, từ này, Diệp Quân ta rời khỏi học viện thần. Rời khỏi học viện thần. Hắn vừa dứt lời, khắp nơi ồ lên xôn xao. Tất cả đều kinh hãi nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn sang phía hai vị chủ giáo. Tả, hữu chủ giáo đều trầm mặc, tình thế này khiến bọn họ khó xử. Bởi nếu không để Diệp Quân rời khỏi học viện thần thì tức là học viện thần coi như đã đứng về phía đối địch với nhà họ Vương, thậm chí có thể nói là trực tiếp khai chiến. Học viện thần không e sợ nhà họ Vương, nhưng nhà họ Vương cũng không sợ học viện thần, đây là sự thật. Khai chiến. Việc này có can hệ quá lớn. Thậm chí có thể nói là ngang với lấy vận mệnh một quốc gia ra đánh đổi. Vì một Diệp Quân, hữu chủ giáo liếc nhìn Diệp Quân, đang muốn nói gì thì Tả chủ giáo đã lên tiếng, điều đó không do bọn ta quyết định được. Hữu chủ giáo nghe vậy bèn nuốt những lời đang muốn nói trở lại. Đúng rồi, đây vốn không phải là chuyện hai chủ giáo như họ có thể quyết định. Việc này phải mời kỳ viện trưởng. Thấy Diệp Quân đang định bỏ đi, hữu chủ giáo vội gọi lại, chờ đã. Diệp Quân nhìn về phía hữu chủ giáo. Hữu chủ giáo trầm giọng nói, Diệp Quân, việc này quá trọng đại, đã vượt ngoài khả năng quyết định của hai ta, bởi vậy, chúng ta cần đến xin chỉ thị từ viện trưởng. Diệp Quân chần chừ giây lát rồi nói, tiền bối, không cần đâu. Cần. Hữu chủ giáo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, người cứ chờ ở đó một lát, chỉ nửa khắc thôi, nửa khắc thôi. Thấy hữu chủ giáo kiên định như thế, Diệp Quân gật đầu, vậy được. Hữu chủ giáo cùng Tả chủ giáo vội vàng quay đầu chắp tay thi lễ với pho tượng thần nhất bên dưới một cái rồi đồng thời lẩm nhẩm mấy chú ngữ cổ xưa. Họ đang kết nối và trò chuyện với viện trưởng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai vị chủ giáo. Lát sau, hai vị chủ giáo không biết vừa nhận được tin gì mà sắc mặt chợt trở nên hết sức khó coi. Thấy thế, học viên bốn phía đều khẽ thở dài.
Diệp Quân cười cười, quay lưng bước đi. Chờ chút đã. Thiếu chủ giáo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta nói với hắn, xin lỗi. Diệp Quân chỉ cười cười, không có gì. Cho tới nay, hắn chưa từng ký thác toàn bộ hy vọng vào người khác, bởi vậy, hắn cũng sẽ không thất vọng. Thiếu chủ giáo do dự một hồi rồi nói, hãy tới động thiên thần nhất đi. Diệp Quân nghi hoặc hỏi lại, động thiên thần nhất. Thiếu chủ giáo gật đầu, đúng vậy, nơi đó là nơi thượng thần thần nhất chào đời. Ở trong đó có cấm chế vô thượng do thượng thần thần nhất để lại, người càng mạnh đi vào đó sẽ càng bị áp chế mạnh hơn, một khi vào được trong đó, người sẽ có lợi thế hơn. Nói xong, ông ta xòe tay, một quyển trục bay ra trước mặt Diệp Quân, đây là địa đồ. Diệp Quân không từ chối, hắn nhận địa đồ rồi nói cảm tạ. Dứt lời, hắn lập tức bước đi. Lúc này, thiếu chủ giáo bỗng hỏi, vì sao ngươi không hỏi lý do viện trưởng từ bỏ ngươi? Diệp Quân không quay đầu lại, điều đó không cần thiết. Nghe vậy, thiếu chủ giáo chỉ có thể cười khổ. Vì sao vị viện trưởng kia lại cự tuyệt? Bởi vì viện trưởng cùng vị thần nhà họ Vương kia là chỗ quen biết. Đến được cấp bậc đó rồi, một số thiên tài yêu nghiệt gì đó đã không còn quan trọng với họ. Bọn họ sẽ không vì một kẻ được tiếng là thiên tài yêu nghiệt mà đi kết thù kết oán với một vị thần linh. Bởi vì, như thế không đáng. Người đàn ông áo trắng trở lại bên cạnh người phụ nữ váy trắng, nhìn theo bóng Diệp Quân đi xa dần, ông ấy nói khẽ Thanh Nhi, huynh muốn đi cùng nó một thời gian. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, muội đi cùng huynh. Diệp Quân đi rồi. Không một ai giữ chân hắn. Mọi người đều biết. Học viện thần đã ruồng bỏ Diệp Quân. Giờ phút này, trong lòng đám học viên bên dưới chợt dâng lên một niềm xót thương, thương người lại thấy thương thân. Bởi vì ban đầu ai cũng cho rằng học viện thần nhất định sẽ đứng ra bảo vệ Diệp Quân, dẫu sao thì trong việc này, Diệp Quân không hề có lỗi, tất cả đều là lỗi của nhà họ Vương. Hơn nữa, Diệp Quân còn là thành viên của thần viện, là một kỳ tài ngút trời, tiền đồ tương lai không thể tưởng nổi. Nhưng các học viên đều không ngờ được rằng, học viện thần lại ruồng bỏ Diệp Quân. Ngay cả học viên thần viện cũng có thể ruồng bỏ. Vậy còn họ? Nghĩ tới đó, trong lòng các học viên ở đây đều dâng lên một nỗi xúc cảm thương người lại thương thân vô cùng mãnh liệt. Nhưng vẫn không có một ai đứng ra nói một câu cho Diệp Quân, dẫu sao thì chuyện này cũng không liên quan đến họ, không liên lụy gì đến lợi ích của họ cả. Phía bên kia. Sắc mặt hai vị chủ giáo thật sự khó coi, thực ra chính bọn họ cũng cho rằng viện trưởng sẽ bảo vệ Diệp Quân, bởi vì Diệp Quân chính là một học viên của thần viện, tương lai vô cùng sáng lạn. Bọn họ thật không ngờ, viện trưởng lại có quen biết với vị thần linh nhà họ Vương kia, hơn nữa, hai bên còn có qua lại. Vì một Diệp Quân nho nhỏ mà làm mất lòng một vị thần linh. Điều này hiển nhiên không được sáng suốt. Bởi dẫu một thiên tài có yêu nghiệt cỡ nào cũng không có khả năng quan trọng hơn một vị thần. Thiếu chủ giáo thở dài một tiếng, thật đáng tiếc. Thiên phú mà Diệp Quân đã hiển lộ ra thật sự vô cùng khủng bố, chỉ cần cho hắn thêm thời gian, nhất định hắn sẽ trở thành một cường giả tuyệt thế. Mà giờ đây, học viện thần lại cứ thế buông bỏ, chút tình nghĩa mỏng manh này coi như đã triệt để đứt đoạn. Tả chủ giáo lắc đầu, chúng ta cũng đã tận lực. Dù sao... Mất đi Diệp Quân thì chúng ta cũng còn ba yêu nghiệt siêu cấp khác, đặc biệt là Dương Huyên cùng Diệp Thanh Nhi, thiên phú và thực lực của hai người này còn trên cả Diệp Quân, bởi vậy cũng không có gì đáng tiếc, ông nói xem. Đúng lúc này, một ông lão vận thần bào bỗng xuất hiện trước mắt hai vị chủ giáo, ông lão kích động thưa, hai vị chủ giáo, Dương Huyên và Diệp Thanh Nhi đã bỏ lại mộc bài của học viện thần, đi rồi. Cái gì? Hai vị chủ giáo đồng thời kinh hãi, giây tiếp theo. Họ đồng thời biến mất. Giữa một vùng tinh không, Dương Huyên và Diệp Thanh Nhi chậm rãi bước đi. Xa xa, trước mặt bọn họ là Diệp Quân, nhưng lúc này Diệp Quân không phát hiện ra họ. Hai người cứ lẳng lặng đi theo sau. Đột nhiên, thời không trước mặt hai người bỗng rung chuyển và nứt ra, có hai người bước ra từ đó. Đó chính là Tả, Hữu chủ giáo. Thấy hai vị chủ giáo đuổi tới nơi, Dương Huyên nhíu mày nhìn họ. Tả chủ giáo vội hỏi, vì sao các ngươi lại bỏ đi? Tất nhiên hai vị chủ giáo rất nóng ruột rồi. Diệp Quân đã rời khỏi học viện thần, nếu hai vị này cũng rời đi, học viên thần viện của học viện thần sẽ chỉ còn lại một người.
chỉ còn một người. Vậy thì trong cuộc chiến nhân đạo sắp tới đây, học viện thần lấy cái gì để tranh với tội giới cùng thế lực của năm gia tộc kia? Cần nhớ, trước khi Mạt Yêu Yêu tới học viện thần cũng đã nói rõ, sau này cô ta muốn tham gia cuộc chiến dưới danh nghĩa nhà họ Mạt. Dương Huyên liếc nhìn hai người, bình thản hỏi, có việc gì? Tả chủ giáo cười khổ, đang yên đang lành sao lại đột nhiên rời khỏi học viện thần? Có phải chúng ta đây có chỗ nào làm không ổn? Dương Huyên gật đầu, phải. Hai vị chủ giáo. Diệp Thanh Nhi liếc nhìn hai vị chủ giáo một cái, nhưng không nói gì. Tả chủ giáo ngần ngừ một lát rồi hỏi, có phải là vì chuyện của Diệp Quân? Dương Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, ta biết, việc này không liên quan đến hai vị, bởi vậy ta cũng không có ý kiến gì với hai vị, nhưng bọn ta cũng không muốn tiếp tục ở lại học viện thần nữa. Chuyện này cứ thế đi. Nói đoạn, ông ấy kéo Diệp Thanh Nhi định bước đi. Tả chủ giáo vội vàng nói, chờ chút, xin chờ chút đã. Dương Huyên nhăn mày, lộ vẻ không vui. Tả chủ giáo trầm giọng, Dương Huyên, chỉ cần ngươi đồng ý ở lại học viện thần, có điều kiện gì cứ việc nói ra. Hữu chủ giáo cũng nhanh nhẹn gật đầu, nói đi, cứ việc nói. Dương Huyên bình thản, mời thiếu niên kia quay về. Nghe vậy, hai vị chủ giáo đều cứng đờ ra. Dương Huyên lắc đầu, kéo tay Diệp Thanh Nhi tiếp tục bước đi. Thấy thế, tả, hữu chủ giáo đều nhăn nhó rầu rĩ. Nhưng họ không cố giữ chân hai người. Bởi nếu còn cố giữ thì có hơi tự hạ thấp bản thân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là, bọn họ biết, dù có cố gắng giữ chân, hai người này cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Hữu chủ giáo như đã thất hồn lạc phách, thiệt lớn rồi. Tả chủ giáo cũng thở dài, phải, thiệt to rồi. Vốn bọn họ đang hết sức hào hứng vì sau bao năm, đây là lần đầu tiên học viện thần nhận một lúc năm học viên thần viện. Có điều, lần này đi một chuyến mất bốn người. Học viên còn lại kia, mặc dù còn ở học viện thần nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở về gia tộc họ Mạt. Vậy cũng có nghĩa là thần viện chẳng có một ai. Hữu chủ giáo bỗng nói khẽ, mẹ kiếp cả đám tổ tông nhà họ Vương ấy. Tả chủ giáo lạnh mặt, khốn thật. Bên kia, giữa tinh không, Diệp Quân ngự kiếm lướt đi, mục đích chuyến này chính là động thiên thần nhất. Hắn muốn tới đó không phải vì sợ nhà họ Vương, với thực lực hiện nay của hắn, chỉ cần nhà họ Vương chưa huy động cả gia tộc tới giết hắn thì hắn hoàn toàn không hề sợ hãi, càng không cần nói đến trong cơ thể hắn còn có Diệp An và Ngao Thiên Thiên, cùng với Mộc Nguyên và các cường giả khác. Nhưng hiện giờ hắn cần chút thời gian. Lúc trước, khi đánh một trận với người đàn ông áo trắng kia, tuy hắn đã bại trận nhưng cũng gặt hái được rất nhiều, đặc biệt là về kiếm ý. Chỉ tiếc một điều, hắn không kịp hỏi tên tuổi đối phương. Diệp Quân âm thầm thở dài, cảm thấy thật đáng tiếc. Lúc này, Diệp An đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cô ấy nhìn hắn, hỏi, rời khỏi học viện thần rồi. Diệp Quân gật đầu, không báo trước cho tỷ, tỷ không giận đó chứ. Diệp An chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Quân chằm chằm. Diệp Quân cười bảo tỷ, chắc chắn tỷ sẽ không giận, dẫu sao, hai ta cũng là chỗ máu mủ ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Diệp An lườm hắn một cái, nói nhảm ít thôi, chúng ta luận võ chút đi. Diệp Quân nghi hoặc, luận võ. Diệp An gật đầu, kiếm đạo của đệ vừa mới tăng lên đúng không? Thật trùng hợp, ta cũng vậy. Nào, đến đánh thử một trận. Nói xong, cô ấy liền hóa thành một tia thương mang, biến mất khỏi chỗ cũ, lao thẳng về phía Diệp Quân. Một thương này quả đúng là vừa nhanh vừa chuẩn. Thấy tỷ tỷ thực sự đánh tới, Diệp Quân không dám khinh thường, vội vung kiếm xông lên. Rầm! Khoảng tinh không tĩnh lặng mau chóng vang lên những âm thanh kim loại chói tai. Dương Huyên và Diệp Thanh Nhi đứng xa xa nhìn hai người thử sức nhau, trên môi Dương Huyên nở một nụ cười nhẹ, không biết vì sao. Nhìn hai người trước mắt kia, ông ấy luôn có một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Ông ấy quay đầu nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, người phụ nữ váy trắng chỉ chớp chớp mắt, không nói lời nào. Dương Huyên lắc đầu cười. Ông ấy biết, có rất nhiều nghi vấn của ông ấy, Thanh Nhi bên cạnh ông ấy đều có đáp án, nhưng ông ấy cũng biết, hiện giờ nếu mình hỏi, Thanh Nhi này nhất định sẽ không nói ra. Có điều, Dương Huyên hiểu rằng, nếu ông ấy ép buộc Thanh Nhi, Thanh Nhi cũng sẽ nói. Nhưng ông ấy không muốn làm vậy.
Nếu Thanh Nhi muốn nói thì cứ nói, còn nếu đã không muốn nói thì chớ ép, Thanh Nhi thích là được. Xa xa, cuộc chiến của hai tỷ đệ vẫn còn tiếp diễn. Diệp Quân không vận dụng kiếm kỹ cùng sức mạnh huyết mạch, hắn chỉ đơn giản là vung kiếm, mỗi kiếm đều rất thuần túy, giản đơn tuyệt đối. Nhưng thực lực của đối thủ lần này không yếu hơn hắn chút nào, cô ấy cũng không dùng bất kỳ thương kỹ và sức mạnh huyết mạch nào, từng nhát đâm giản đơn thẳng thừng, không chút lè loẹt. Dầm! Đúng lúc này, hai tỷ đệ đồng thời lùi lại mấy trăm trượng mới ngừng được. Vừa ổn định lại thân mình, Diệp An lập tức đạp mạnh chân phải, ném cây trường thương trong tay về phía Diệp Quân. Vèo! Trường thương lao đi như một tia sét, thời không tức thì nứt vỡ. Xa xa, Diệp Quân bình thản nhìn, khi cây trường thương lao tới trước mặt, hắn mới vung kiếm nhẹ đâm một cái, mũi kiếm hiện lên một tia kiếm quang. Dầm! Trường thương bị kiếm của Diệp Quân đâm dừng, nhưng ngay sau đó, Diệp An đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, vung chân nện mạnh xuống. Diệp Quân híp mắt, xòe tay trái, một thanh ý kiếm từ lòng bàn tay hắn phóng lên cao, đón nhận một cước này của Diệp An. Dầm! Không gian xung quanh Diệp Quân vỡ nát, cũng vào lúc này, Diệp An đột nhiên tóm lấy trường thương, quét ngang một nhát. Diệp Quân vung kiếm đỡ. Keng! Vung kiếm quang vỡ vụn. Diệp Quân bị đánh bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại thì Diệp An đã xông tới, trường thương vung nhanh như mưa xối xả đâm về phía Diệp Quân. Diệp Quân vung kiếm liên tục đâm, đồng thời chân cũng liên tục lùi lại. Bị đẩy vào thế hạ phong rồi. Thấy thế, Dương Huyên thoáng ngạc nhiên, thực lực của cô bé con kia. Lời còn chưa dứt, ông ấy đã thấy trong cơ thể Diệp Quân chợt bộc phát ra ngoài một kiếm ý vô cùng đáng sợ. Kiếm ý vô địch. Ầm ầm. Khi kiếm ý này xuất hiện, Diệp An vốn đang áp chế Diệp Quân chợt bị đánh bay ra ngoài. Diệp Quân dấn tới, vung từng kiếm về phía Diệp An, mỗi kiếm đều ẩn chứa kiếm ý vô địch khủng bố. Thế cục xoay chuyển rồi. Lần này, đổi thành Diệp Quân áp chế Diệp An. Cứ thế, hai tỷ đệ tới lui lui đánh nhau cả vạn hiệp, tinh vực tĩnh mịch bốn phía đều bị họ chấn vỡ thành mảnh nhỏ. Trong bóng tối, Dương Huyên nhìn hai tỷ đệ say sưa chiến đấu ở phía xa xa, cười nói với Diệp Thanh Nhi, hai người này thật là xuất sắc, không biết là con nhà ai mà giỏi thế. Nghe vậy, Diệp Thanh Nhi thoáng cong môi, một nụ cười nhẹ thoáng hiện, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Dầm! Cũng vào lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, hai tỷ đệ tách ra. Diệp Quân nhìn xuống cánh tay đã tê dại, cười bảo, đã tay lắm. Phải công nhận một điều. Trận chiến này đánh đến đã tay, đúng là chỉ khi chiến đấu với thế lực ngang sức ngang tài như thế này mới thoải mái. Diệp An liếc nhìn Diệp Quân, tuy không nói gì nhưng cô ấy cũng thấy thật đã tay. Hai tỷ đệ không đánh tiếp, bởi vì nếu còn đánh nữa là sẽ thành đánh thật. Mà nếu đánh thật thì sẽ không còn là phân thắng bại mà phải phân sống chết. Diệp Quân hít sâu một hơi, xòe tay ra, kiếm ý vô địch tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Thấy kiếm ý vô địch, Diệp Quân lập tức mừng rỡ, bởi vì hắn đã phát hiện, qua trận chiến vừa rồi, kiếm ý vô địch này đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Là kiếm ý loại chiến đấu. Diệp Quân ha hả cười lớn, nếu kiếm ý vô địch này thực sự biến thành kiếm ý loại chiến đấu thì thật quá sung sướng. Cách đó không xa, Diệp An liếc nhìn kiếm ý vô địch trong tay Diệp Quân, đang muốn hỏi gì đó thì cả hai tỷ đệ đột nhiên đồng thời ngoảnh đầu nhìn, thấy nơi xa xa, tinh hà bỗng sôi trào. Ngay sau đó, từng luồng hơi thở hùng hồn cuốn tới. Thấy thế, hai tỷ đệ cùng nhíu mày. Trong bóng tối, Dương Huyên cũng liếc mắt nhìn về phía đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Diệp Quân nhìn từng luồng hơi thở hùng hồn từ phía xa đang phóng về phía mình, sắc mặt bình thản. Không khó đoán rằng đó chính là người của nhà họ Vương đuổi tới. Hậu duệ của thần linh. Trước hắn cũng từng hỏi Mộc Nguyên, được biết. Nếu gọi là hậu duệ của thần linh thì đó chính là hậu duệ của những vị thần trước kia. Thần tất nhiên cũng có thất tình lục dục, bọn họ cũng sẽ có dục vọng, bởi vậy đều có con cháu của họ được gọi là hậu duệ của thần linh. Những hậu duệ của thần linh này cũng may mắn có ưu thế tu luyện hơn người, bởi nói sao thì họ cũng là hậu duệ của thần, thân thể hay huyết mạch đều đã mạnh hơn người thường rất nhiều. Cũng chính vì thế, hậu duệ của năm vị thần ở thời đại trước có thể nói đều có một vị trí vô cùng đặc thù. Hậu duệ của thần linh.
nghe thôi đã thấy cao xa vời vợi. Không biết nghĩ tới điều gì, Diệp Quân bỗng quay sang nói với Diệp An, tỷ, nhà chúng ta có gia phả không? Diệp An nghi hoặc, đệ hỏi cái đó làm gì? Diệp Quân nghiêm túc đáp, muốn hiểu về người trong nhà một chút. Diệp An vỗ mạnh lên vai Diệp Quân một cái, lạnh lùng nói, phải biết dựa vào chính mình, hiểu không hả? Diệp Quân. Đúng lúc này, sáu gã cường giả đã xuất hiện cách hai tỷ đệ không xa, cầm đầu là một người đàn ông trung niên vận bộ vân bào rộng, tay phải nắm chặt, bên hông dắt một hồ lô rượu. Sáu người này, thấp nhất cũng là cảnh giới đế quân. Người đàn ông trung niên mặc vân bào cầm đầu thậm chí còn là một vị cường giả có cảnh giới thiên quân. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp An và Diệp Quân, khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng kẻ dám giết người của nhà họ Vương ta phải ba đầu sáu tay thế nào, thì ra là hai người còn trẻ như vậy, ta rất ngạc nhiên đấy, các ngươi dám giết người nhà họ Vương ta là bởi nghé con mới sinh không biết sợ cọp hay là vì có chỗ chống lưng cho. Diệp Quân bình thản hỏi, có gì khác nhau? Người đàn ông trung niên cười khẽ, không có gì khác cả, bởi vì từ thời khắc các ngươi giết người, các ngươi cùng nhà họ Vương ta đã phải sống chết với nhau rồi. Có điều, ta vẫn hơi tò mò, nếu là vô tri không biết sợ, tuổi trẻ giàu nhiệt huyết không chịu nổi chút ấm ức nho nhỏ nên tức giận giết người thì ta còn có thể hiểu được, dẫu sao, chính ta đây cũng từng có thời trẻ tuổi như thế. Nhưng nếu là bởi có chỗ ỷ lại mới dám giết người thì ta thực sự rất tò mò, rốt cuộc kẻ nào đã khiến các ngươi có lá gan lớn đến thế? Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, cười nói mấy lời nhảm nhí này làm gì? Chỉ bằng trực tiếp một chút đi, muốn đánh một chọi một hay là cùng lên một lượt? Người đàn ông trung niên cười ha hả, ngông cuồng đấy. Nào, để ta đấu với ngươi, ta muốn xem, thanh niên thế hệ này rốt cuộc yêu nghiệt cỡ nào. Nói đoạn, ông ta đột nhiên dấn bước, một bước này dấn lên, dường như có một khí thế hùng hồn đáng sợ cuốn về phía Diệp Quân như thác lũ. Khí thế của thiên quân. Đối mặt với khí thế như thác lũ của vị thiên quân này, Diệp Quân lại không hề sợ hãi, hắn cũng bước lên, ngón cái dựng, kiếm trong vỏ bỗng phi ra ngoài. Vèo! Một kiếm này, bổ nứt luồng khí thế kia. Nhưng ngay sau đó, chợt có một quyền đánh thẳng vào thân ý kiếm. Dầm! Ý kiếm kịch liệt rung lên. Cùng lúc ấy, tinh không xung quanh ầm ầm sôi trào như nước, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Thanh ý kiếm này của Diệp Quân đã bị quyền của người đàn ông trung niên chặn đứng, không thể nhúc nhích. Người đàn ông trung niên nhếch miệng cười, tay phải bỗng co rụt lại phía sau, giây lát, lại một quyền được đánh ra. Dầm! Ý kiếm bị đánh bay. Nhưng cũng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất khỏi vị trí cũ, thoáng chốc, một thanh kiếm mạnh mẽ chém lên quyền của người đàn ông trung niên. Dầm! Người đàn ông trung niên bị đẩy lùi trăm trượng. Khi dừng lại, đáy mắt người đàn ông trung niên lóe lên một tia kinh ngạc, kiếm ý này của ngươi, Diệp Quân không muốn nhiều lời vô ích với ông ta, lại lần nữa xách kiếm chém tới. Kiếm quang như điện. Người đàn ông trung niên híp mắt, đáy mắt đã hiện lên một vẻ nghiêm túc, hai kiếm vừa rồi của Diệp Quân khiến ông ta hiểu được, thực lực của kiếm tu thiếu niên trước mắt này đã không thua kém cường giả cảnh giới thiên quân. Mình không thể tiếp tục khinh địch, sơ sẩy nữa. Nghĩ đến đó, người đàn ông trung niên nắm chặt tay phải, sau đó nhẹ nhàng xoay vòng, giây lát sau, ông ta vung tay đánh ra một quyền. Một quyền này vừa được đánh ra, bên trong như có yêu thú rít gào. Kiếm quang bị nghiền nát, Diệp Quân bị đánh bay ra xa hơn nghìn trượng. Sau khi ổn định lại thân thể, Diệp Quân chau mày, nhìn về phía người đàn ông trung niên, sau lưng ông ta có một con yêu thú mờ ảo. Yêu thú này trông giống một con trâu, hình thể cường tráng, lại có hai tay, thô to như cột, toàn thân đầy những gân mạch đỏ máu, đỉnh đầu có cặp sừng như hai thanh loan đao, trông cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân chau mày, hắn phát hiện ra, cường giả của thời đại trước dường như rất thích hợp thể cùng yêu thú. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên lại xông lên, một bước dấn tới này hùng hổ như trâu, khí thế như lũ cuốn, lướt qua nơi nào, thời không nơi đó tức thì sụp đổ. Diệp Quân cũng vung kiếm. Một vùng kiếm quang hiện ra. Dầm. Vùng kiếm quang đó vừa hạ xuống liền vỡ nát, Diệp Quân lại bị đẩy lui. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên tung người nhảy tới, vung một quyền đánh về phía Diệp Quân, tốc độ cực nhanh. Thế như sấm sét.
bốn phía xung quanh, thời không vỡ vụn và biến mất. Diệp Quân thấy quyền kia tràn tới, bèn bước lên nghênh đón, vung ra một kiếm. Một kiếm thuần túy nhất. Ầm ầm, kiếm quang lại vỡ vụn, Diệp Quân một lần nữa bị đẩy lùi. Lúc này, người đàn ông trung niên dấn người lên, từng quyền đánh về phía Diệp Quân. Bởi có yêu thú hỗ trợ, quyền của người đàn ông trung niên dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng bố, mỗi quyền hạ xuống đều có thể chấn vỡ tinh hà. Nhưng đến lúc này, Diệp Quân vẫn không hề vận dụng bất kỳ sức mạnh huyết mạch hay kiếm kỹ nào, hắn chỉ bình tĩnh vung kiếm đánh ra như thế, tuy đã hoàn toàn bị người đàn ông trung niên kia áp chế, song may thay, ông ta vẫn không cách nào giết được hắn. Ngược lại, Diệp Quân đã bắt đầu từ từ thích ứng với sức mạnh của ông ta. Cùng lúc đó, kiếm ý vô địch của hắn cũng dần trở nên mạnh mẽ. Rầm. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên vung quyền đẩy lùi Diệp Quân, lại không tiếp tục đuổi theo mà trợn mắt nhìn chừng chừng vào hắn, người đang khinh thường ta đấy à? Ông ta cũng có thể cảm nhận được, kiếm tu trẻ tuổi trước mắt vẫn chưa hề dốc toàn lực, đối phương đang dùng ông ta để luyện tập. Như thế khác gì sỉ nhục ông ta? Xa xa, Diệp Quân thản nhiên liếc nhìn ông ta, đúng là khinh thường ông đấy. Ngông cuồng. Người đàn ông trung niên đột nhiên gầm lên, đột nhiên trở nên cao lớn, giây lát, yêu thú mờ ảo trên đầu ông ta đã vọt lớn cả nghìn trượng. Ngay sau đó, ông ta đánh mạnh một quyền về phía Diệp Quân, đồng thời, yêu thú mờ ảo kia cũng vung nắm tay nện mạnh xuống. Ầm ầm. Khắp tinh hà sụp đổ vụn vỡ. Một quyền này nện xuống, không khác gì sấm sét diệt thế. Là mục tiêu tấn công của quyền này, Diệp Quân đang bị khí thế đó ép đến gần như không thể thở nổi, hắn bỗng nhắm mắt, thoáng chốc, vô số kiếm ý vô địch tích lũy trong cơ thể, giây lát sau, hắn mở bừng mắt, xòe tay, một thanh ý kiếm phóng lên cao. Ý kiếm do vô số kiếm ý hội tụ mà thành, vừa phóng ra liền nghiền nát quyền thế của người đàn ông trung niên, ý kiếm mang khí thế hùng hậu chém mạnh lên quyền của yêu thú kia. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp trốn, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe thấy tiếng kêu thảm này, mấy vị cường giả của gia tộc họ Vương đang đứng xem chiến đấu đều sầm mặt. Đó là tiếng kêu của yêu thú kia. Kiếm quang tan đi, người đàn ông trung niên cùng với yêu thú đã bị đẩy lùi xa mấy nghìn trượng. Vào lúc này, yêu thú đã trở nên mờ ảo mong manh vô cùng, trông như đang hấp hối, không còn giữ được khí thế hùng hồn như trước. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân nơi xa, ánh mắt ngỡ ngàng như không thể tin nổi, sao có thể. Lời còn chưa dứt, lại một luồng kiếm quang chợt phóng tới trước mặt ông ta. Con người ông ta co rút lại, hai tay vội chắn ngang trước mặt. Rầm, kiếm hạ xuống, người đàn ông trung niên bị đánh bay. Giây lát sau, lại có một kiếm đánh tới. Người đàn ông trung niên tiếp tục chắn. Rầm, lại bị đẩy lùi. Cứ thế, Diệp Quân liên tiếp chém ra 10 kiếm, mỗi kiếm hạ xuống, người đàn ông trung niên đều bị đẩy lùi nghìn trượng. Vào lúc này, thế cục đã nghịch chuyển. Diệp Quân đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước người đàn ông trung niên. Thấy vậy, những vị cường giả của gia tộc họ Vương đưa mắt nhìn nhau, vội vàng vận chuyển huyền khí, chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Diệp An liếc nhìn bọn họ, ánh mắt thờ ơ. Giây phút này, còn yêu thú mờ ảo trên đỉnh đầu người đàn ông trung niên đã bị nghiền nát, ngay sau đó, người đàn ông trung niên cũng bị đánh bay ra ngoài, vào lúc bị đánh bay, thân thể ông ta đã bắt đầu nứt nẻ. Ông ta chịu đựng được đến lúc này đều nhờ dùng chung thân thể với yêu thú, nếu không, thân thể ông ta đã vỡ nát từ bao giờ. Ngay khi Diệp Quân định cho người đàn ông trung niên kia một chiêu kết thúc, đám cường giả của gia tộc họ Vương ở xa xa đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ. Phóng về phía Diệp Quân. Đấu tay đôi. Nếu có cơ hội thắng thì có thể đấu tay đôi. Nhưng nếu đã không đánh lại thì tất nhiên phải quần ẩu. Nhiều người cùng lên. Ngay khoảnh khắc đám cường giả kia biến mất, Diệp An vốn đang lẳng lặng quan sát cuộc chiến cũng biến mất theo. Ngay sau đó, một thanh trường thương quét mạnh về phía năm người nọ. Một thương vừa ra, mang theo khí thế vạn người không địch nổi. Năm gã cường giả của gia tộc họ Vương cũng cảm thụ được sức mạnh khủng bố trong một thương này của Diệp An, tất cả đều biến sắc, không dám khinh suất, đều đồng loạt xoay người chống đỡ một thương này. A! À, xa xa, vào thời khắc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Năm gã cường giả liên hợp đỡ một thương của Diệp An, sau đó vội vã quay sang nhìn, thấy cách đó không xa, người đàn ông trung niên đã bị một thanh kiếm đâm vào giữa chân mày. Thấy thế, đám cường giả kia đều tái nhợt mặt mày. Thua rồi. Trước mặt Diệp Quân, người đàn ông trung niên kia bị ý kiếm ghim chặt, không thể nhúc nhích, còn yêu thú trong cơ thể ông ta cũng bị trấn áp, không dám động đậy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, đang muốn nói gì, nhưng cũng vào lúc này, Diệp Quân đã vung một kiếm. Đầu người đàn ông trung niên kia lập tức bay xa, máu tươi phụt ra thành luồng. Một kiếm chém chết người đàn ông trung niên nọ, Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía năm gã cường giả, thấy Diệp Quân nhìn sang đây, cả năm người đều biến sắc. Bọn họ biết, họ quá khinh địch rồi. Năm người muốn rút lui. Nhưng vào lúc này, Diệp Quân cùng Diệp An đồng thời biến mất. Nửa khắc sau, nơi đây có thêm 5 thi thể rải rác. Gần như cùng lúc, tại một nơi xa xôi ở một thế giới nào đó, trong tổ tự của gia tộc họ Vương, 6 hồn bài anh linh đột nhiên vỡ nát. Hả? Trong gia tộc họ Vương, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thanh âm kia mang theo chút nghi hoặc, đồng thời cũng chất chứa vô vàn lửa giận. Không thể mất thể diện. Tại thần vương giới, trong gia tộc họ Vương. Gia tộc họ Vương là hậu duệ của thần linh, đương nhiên cũng có một thế giới của riêng mình. Hơn nữa, thế giới này còn cực kỳ rộng lớn, sở hữu lãnh thổ rộng cả 100.000 dặm, nói đó là một vũ trụ độc lập cũng không quá. Hôm nay, từ trong tổ tự của gia tộc, có 6 hồn bài anh linh bị vỡ nát. Điều đó có nghĩa là, gia tộc vừa có 6 vị cường giả hy sinh. Tộc trưởng Vương Tông lập tức triệu tập mọi người mở cuộc họp gia tộc. Gia tộc họ Vương có 37 vị trưởng lão, 4 vị thần tướng 4 phương, 2 vị đại hộ pháp, tất cả đều đã có mặt, có thể nói, trừ những người đang bế quan, tất cả những cường giả cấp bậc cao nhất của gia tộc họ Vương đều đã tới. Vương Tông quét mắt nhìn mọi người rồi lên tiếng, cả 6 người đều đã chết. Cộng thêm 2 ông cháu Vương Lan trước kia, lần này gia tộc họ Vương tổng cộng tổn thất 8 người. Nghe vậy, những người có mặt trong điện đều nhíu mày. Bên dưới, một ông lão râu tóc bạc phơ đột nhiên hỏi, có thể điều tra ra lai lịch của người này không? Vương Tông bình tĩnh đáp, không có. Ông lão tóc bạc nhíu mày, lai lịch thần bí lắm sao? Đại trưởng lão, chuyện đó có quan trọng không? Đối diện với ông lão tóc bạc là một ông lão khoác áo choàng đỏ, ông ta bình thản hỏi, dù tra ra lai lịch của hắn, chẳng lẽ gia tộc họ Vương ta sẽ không báo mối thù này sao? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn ông lão áo choàng đỏ kia, vẻ mặt không vui, ám trưởng lão, người này còn trẻ tuổi đã có thể giết chết cường giả cảnh giới thiên quân, lại còn là cường giả cảnh giới thiên quân của gia tộc họ Vương ta, ông nghĩ người như thế là người bình thường. Vương ám trưởng lão khẽ cười, đương nhiên không phải người thường, nhưng mà, dù thế thì cũng đã sao? Lẽ nào tra ra lai lịch của hắn rồi, gia tộc họ Vương ta sẽ bắt tay giảng hòa với hắn chắc? Nói đến đó, ông ta lắc đầu, vào thời khắc hắn lựa chọn giết người của gia tộc họ Vương ta, đó cũng là lúc quyết định rằng gia tộc họ Vương ta cùng hắn không đội trời chung, nếu đã thế, cần gì phải điều tra lai lịch đối phương. Cùng lắm thì cũng chỉ là đánh trẻ, già chạy ra mà thôi, gia tộc họ Vương có gì phải sợ. Nghe Vương ám trưởng lão nói thế, mấy vị trưởng lão bên cạnh ông ta đều vội vàng gật gù. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, gia tộc họ Vương ta tất nhiên không sợ hãi một người ngoài. Nhưng người xưa đã nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta hiện nay ngay cả kẻ địch là ai còn không biết mà đã tùy tiện liên tục cử người đi đánh. Đây là hành vi ngu xuẩn, 6 cái chết vừa rồi đã chứng minh cho hành vi ngu xuẩn này. Vương ám bèn hỏi, đại trưởng lão, nếu không điều tra ra lai lịch của thiếu niên kia thì chẳng lẽ gia tộc họ Vương ta sẽ không ra tay nữa, mặc hắn tiếp tục tiêu dao tự tại bên ngoài. Đại trưởng lão nhăn mày. Vương ám cười nói, đại trưởng lão, bọn ta đều biết lai lịch của thiếu niên kia không hề đơn giản, nhưng ông có từng nghĩ tới một việc, đó chính là, ngay cả thể diện của gia tộc họ Vương ta, hắn cũng không hề nể tình một chút, trái lại còn đẩy tình thế đến đường cùng, như thế có khác nào coi rẻ gia tộc họ Vương ta. Gia tộc họ Vương ta sừng sững đã bao năm, chưa từng bị người coi rẻ đến thế. Nếu hắn đã không nể mặt, làm việc cũng dứt khoát không tha. Gia tộc họ Vương ta tất nhiên cũng phải ăn miếng trả miếng, trước cứ giết nhỏ, đợi già đi ra lại giết già, có phải đơn giản không? Đại trưởng lão lắc đầu,
người này ở thời đại trước không có khả năng chưa từng nghe nói đến gia tộc họ Vương ta, nhưng đã biết đến danh tiếng của gia tộc họ Vương mà vẫn dám làm dứt khoát như vậy, càng chứng tỏ lai lịch của hắn rất không đơn giản. Vì thế, ta đề nghị vẫn nên hành động cẩn trọng thì hơn. Vương Ám đột nhiên nói lớn, chúng ta đã mất 6 người. Đại trưởng lão nhíu chặt mày. Vương Ám tiếp tục nói, 4 gia tộc kia đang nhìn chúng ta đấy. Nghe vậy, sắc mặt những người trong điện đều trở nên khó coi. Gia tộc càng lớn thì càng coi trọng thể diện. Nay gia tộc họ Vương đã mất 6 người, nếu không có hành động gì thì 4 gia tộc khác sẽ nhìn gia tộc họ Vương thế nào đây? Có còn muốn giữ thể diện này nữa không? Thể diện là vấn đề, danh vọng càng là chuyện lớn hơn, nếu lần này gia tộc họ Vương không thể hiện thái độ thì uy vọng của gia tộc họ Vương trong giới hậu duệ thần linh sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này, tộc trưởng Vương Tông đã lên tiếng, việc này giao cho Vương Ám làm đi. Vương Ám gật đầu, nhất định ta sẽ không để người trong tộc thất vọng. Vương Tông nhìn Vương Ám, người này có thể tiến vào thần viện, tất phải là kỳ tài kinh thế hãi tục, không được sơ suất khinh thường. Sư tử vồ thỏ cũng phải dốc toàn lực. Vương Ám nói, đã hiểu. Vương Tông đứng lên, giải tán đi. Dứt lời, tộc trưởng đã biến mất. Trong điện, Vương Ám cũng quay đầu đi ra cửa, khi ông ta ra đến cửa điện, đại trưởng lão chợt xuất hiện bên cạnh ông ta. Vương Ám bình thản hỏi, đại trưởng lão có gì chỉ giáo? Đại trưởng lão nhìn về phía chân trời xa xa, Vương Ám, tuy ta cùng ông ngày thường hay tranh quyền đoạt lợi, nhưng lúc này, chúng ta hẳn nên đồng tâm nhất trí đối phó người ngoài. Vương Ám chỉ cười cười không nói. Đại trưởng lão quay đầu nhìn Vương Ám, thiếu niên kia hiện giờ đang muốn tới động thiên thần nhất, ông không có nhiều thời gian đâu. Vương Ám bình tĩnh bảo, đã biết. Nói xong, ông ta hóa thành một tia sáng, biến mất nơi chân trời. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phương xa, đáy mắt thoáng một tia lo âu. Thực ra ông ta muốn kiến nghị tộc trưởng tự mình dẫn người đi giết thiếu niên nọ, bởi vì chỉ có thế mới có thể bảo đảm không có bất kỳ sơ suất nào, cũng không cho thiếu niên kia bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng ông ta biết, nếu mình đưa ra đề nghị này, nhất định sẽ bị mọi người cười cợt. Giết một thiếu niên còn muốn tộc trưởng gia tộc họ Vương tự mình ra tay. Nếu thế, dù giết được đối phương thì gia tộc họ Vương cũng sẽ bị những gia tộc lớn khác cười nhạo. Thể diện. Người có thể chết, nhưng thể diện không thể mất. Đại trưởng lão lắc đầu, thở dài một tiếng, quay đầu rời đi. Sau khi giết chết 6 gã cường giả của gia tộc họ Vương, Diệp Quân thu lấy nhẫn không gian của họ, không chỉ có thế, hắn còn thu phục được một con yêu thú. Là châu thần man hoang. Cấp bậc cảnh giới đế quân. Con châu thần man hoang này thực ra cũng không phản kháng gì đã khuất phục rồi, chủ yếu là vì Diệp Quân đã đưa ra một luồng tổ nguyên. Dù Diệp Quân không cho, vì mạng sống, nó cũng chỉ có thể thần phục. Đối với Diệp Quân, thêm một sự trợ giúp cũng tốt, bởi vì thực lực của con châu thần man hoang này khá tốt, hơn nữa, được hắn bồi dưỡng, nó hoàn toàn có thể nâng cao thêm một bậc. Nhẫn không gian của đám cường giả gia tộc họ Vương kia lại khiến Diệp Quân thoáng thất vọng, bởi vì hắn thấy họ đến một tia tổ nguyên cũng không có. Nghèo quá đi. Chẳng trách chủ nhân bút đại đạo lại nói. Ngay cả ở thời đại cũ, tổ nguyên cũng thuộc hàng vô cùng quý hiếm. Thu chiến lợi phẩm, 2 tỷ đệ tiếp tục lên đường, đi về hướng động thiên thần nhất. Diệp An thì quay về tiểu tháp tiếp tục tu luyện. Sau khi đã xuyên qua vô số tinh vực, Diệp Quân lấy địa đồ tinh vực được hữu chủ giáo tặng ra, liếc nhìn qua, sau đó ngẩng đầu nhìn vào một nơi sâu thẳm trong tinh không. Gần tới rồi. Diệp Quân cất địa đồ, hóa thành một luồng kiếm quang biến mất khỏi đó. Nửa canh giờ sau, Diệp Quân đột ngột dừng lại, nhìn về nơi xa xa, chau mày. Cách hắn mấy nghìn trượng, có một ông lão lưng còng đang đứng giữa tinh không, trên người ông ta buộc chằng một sợi xích đen kịt, đầu kia sợi xích nối với một bộ quan tài. Quan tài đồng. Ông lão lưng còng kéo theo cỗ quan tài chậm rãi bước đi, ông ta đi rất chậm, mỗi bước đi phảng phất như đang dùng hết sức lực cả đời. Thấy cảnh tượng quái dị trước mắt, Diệp Quân lập tức đề phòng. Hiện giờ tuy thực lực của hắn không tệ nhưng hắn cũng biết, trong vũ trụ mờ mịt này, số lượng người có thể đánh hắn chắc chắn không phải nhỏ, bởi vậy, bất cứ khi nào cũng phải đề cao cảnh giác, làm việc thận trọng. Diệp Quân không đi qua làm phiền đối phương, lựa chọn cách đi vòng qua, nhưng cũng vào lúc này,
Đà Quan lão nhân đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía Diệp Quân, giọng âm trầm, thiếu niên kia, vì sao ta lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc từ trên người ngươi? Diệp Quân dừng bước, nhìn Đà Quan lão nhân, nghi hoặc hỏi, hơi thở quen thuộc. Đà Quan lão nhân gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhíu mày nhìn ông ta vẻ khó hiểu. Đà Quan lão nhân nhìn Diệp Quân chằm chằm, trong cơ thể ngươi có thần bảo gì đúng không? Nghe vậy, Diệp Quân lập tức tăng cường đề phòng. Thấy sắc mặt Diệp Quân trở nên phòng bị, Đà Quan lão nhân bèn nhếch mép cười, nụ cười hết sức âm trầm, ông ta nâng tay phải, cách không chộp lấy Diệp Quân. Một chảo này phóng tới, thời không bốn phía quanh Diệp Quân trở nên vặn vẹo, cùng với đó, có vô số luồng sức mạnh đáng sợ vây chặt lấy hắn. Diệp Quân cả kinh trong lòng, vội đẩy ngón cái. Ong! Một tiếng kiếm kêu ngân lên, một thanh ý kiếm xé toạc không trung bay ra, chém vỡ thời không trước mặt Diệp Quân. Ngay sau đó, Diệp Quân vội vã chui ra, lùi nhanh về phía sau cả nghìn trượng. Ủa! Thấy Diệp Quân phá được kết giới của mình, Đà Quan lão nhân hết sức kinh ngạc, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Quân nhìn Đà Quan lão nhân, ta với các hạ không thù không oán, vì sao lại ra tay tấn công ta? Đà Quan lão nhân nhếch mép cười, muốn ra tay thì ra tay, chỉ đơn giản thế thôi. Diệp Quân nhíu chặt mày. Đúng lúc này, Đà Quan lão nhân kia đột nhiên vung tay phải, cách không đè về phía Diệp Quân một cái. Cử chỉ đột ngột này khiến trên đỉnh đầu Diệp Quân chợt xuất hiện vô số ký tự thần bí cổ xưa, cùng với sự xuất hiện của những ký tự thần bí này, từng luồng hắc quinh đột nhiên ập về phía Diệp Quân, hùng hồn như thác. Thấy thế, Diệp Quân nheo mắt, dấn lên một bước, chém ra một kiếm. Vèo! Vùng kiếm quang sáng rực chém về phía hắc quang kia. Hắc quang không nát, kiếm quang đã vỡ vụn. Thấy thế, con người Diệp Quân co rút lại. Cũng vào lúc này, hắc quang đột nhiên hóa thành từng ký tự ập về phía Diệp Quân. Diệp Quân cả kinh, vội vã vung kiếm chống đỡ. Rầm rầm rầm. Trong tinh không, từng tiếng nổ rầm rĩ vang lên, mỗi một tiếng vang, Diệp Quân lại bị đẩy lùi nghìn trượng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã lùi lại mấy vạn trượng. Khi dừng lại được, khóe miệng Diệp Quân cũng đã trào một tia máu tươi. Đà Quan lão nhân nhìn Diệp Quân, nhếch miệng cười, quả cũng có chút tài mọn. Nói đoạn, ông ta lại đánh ra một quyền. Một quyền ấn mang phù ấn đột nhiên bay về phía Diệp Quân. Thấy quyền ấn mang phù ấn này, con người Diệp Quân co rút lại, quyền này khiến hắn cảm thụ được hơi thở chết chóc. Diệp Quân thúc đẩy vô số kiếm ý vô địch trong cơ thể ngưng tụ thành một thanh kiếm, hắn vươn tay cầm lấy kiếm này, đâm về phía trước một nhát. Kiếm vừa đâm ra, một vùng kiếm quang bùng nổ. Diệp Quân lại bị đánh bay ngược ra sau, khi dừng lại được, khóe miệng hắn lại một lần nữa trào máu tươi. Diệp Quân nhìn Đà Quan lão nhân, nhưng không tiếp tục đánh mà xoay người, hóa thành một luồng kiếm quang, nhanh chóng biến mất ở nơi tận cùng tinh hà. Phó bản này hiện không đủ sức qua, để lần sau quay lại. Thấy Diệp Quân chạy trốn, Đà Quan lão nhân chau mày, nhưng ông ta không đuổi theo, chỉ âm trầm nói, lẽ ra vừa rồi không nên nhẹ tay quá. Chỉ tiếc hơi thở thần bí bên trong người nó. Ông ta biết, trong cơ thể thiếu niên kia chắc chắn phải có thần bảo, hơn nữa, thần bảo này còn có cấp bậc không thấp đâu. Đúng lúc này, Đà Quan lão nhân dường như lại cảm thụ được điều gì, ông ta ngẩng đầu nhìn lại, cách nơi này không xa có hai bóng người đang thong thả đi tới. Một người vận áo trắng, một người vận váy trắng. Hai người dừng lại cách Đà Quan lão nhân một khoảng. Người phụ nữ váy trắng kia lạnh lùng nhìn Đà Quan lão nhân, đánh sướng tay lắm sao? Đà Quan lão nhân nhíu mày. Đà Quan lão nhân nhìn hai người trước mặt, hơi ngờ vực, đang định lên tiếng thì chỉ thấy người phụ nữ váy trắng giơ tay phải lên, sau đó đè xuống. Đồng tử Đà Quan lão nhân co lại, sau đó đã quỳ xuống khi chưa kịp phản ứng. Sững sờ. Đà Quan lão nhân hoàn toàn sững sờ. Chuyện gì thế này? Ông ta khó tin nhìn người phụ nữ váy trắng trước mặt, ngươi, tại sao ngươi có thể? Người phụ nữ váy trắng cúi đầu nhìn Đà Quan lão nhân, trong mắt chỉ có vẻ lạnh nhạt, muốn ra tay thì cứ ra tay, cần gì lý do chứ? Nghe thế Đà Quan lão nhân tái mặt. Lúc nãy ông ta vừa nói câu này với thanh niên kiếm tu đó. Người này là người trong nhà thanh niên kiếm tu đó đến cứu hắn. Đà Quan lão nhân lộ ra vẻ khổ sở.
ông ta không ngờ sau lưng thanh niên kiếm tu đó lại có cường giả như vậy. Lần này ông ta đã đá phải tấm sắt rồi. Lúc này người đàn ông áo trắng ở bên cạnh người phụ nữ váy trắng bỗng nói, đi thôi. Người phụ nữ váy trắng nhìn đồ quang lão nhân quỳ dưới đất, người đàn ông áo trắng lại nói, để ông ta quỳ đó đi, quỳ đến chết. Người phụ nữ váy trắng cong môi, kéo người đàn ông áo trắng đi về phía xa. Lúc đi ngang qua quan tài đồng đó, người phụ nữ váy trắng lạnh nhạt nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Chẳng có chút hứng thú nào. Không lâu sau, người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng biến mất ở cuối tinh hà. Đồ quang lão nhân đợi hai người hoàn toàn biến mất, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, sau đó mạnh mẽ đánh vỡ kiếm khí mà người phụ nữ váy trắng đó để lại trong người ông ta. Vừa động đậy, đồng tử đồ quang lão nhân co lại, cả người trở nên hư ảo. Toang rồi. Tuyệt vọng. Sắc mặt đồ quang lão nhân xám xịt, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt. Lúc này ông ta cảm nhận được sự tuyệt vọng, kiếm khí đó không phải là thứ mà ông ta có thể động vào. Ông ta chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Lúc này ông ta bỗng nghĩ đến một câu chủ nhân của ông ta là thần nhất từng nói, đừng tùy tiện làm điều ác bằng sở thích của mình. Làm điều ác. Thật ra sau khi thực lực của một người đã đạt đến mức nhất định, thần tính của người đó ngày càng mạnh, những người này sẽ mặc kệ mọi thứ, làm việc không thèm để ý đến đạo lý nhưng dựa vào sở thích. Những người sẵn sàng lấy tự do của kẻ yếu làm ranh giới rất ít. Giống như những người giàu có và quyền lực trong thế tục có sẵn sàng nói lý lẽ với người dân không? Đồ quang lão nhân quỳ trong không trung, mặt xám như tro, ông ta biết ông ta đã xong đời rồi. Quỳ đến chết. Ông ta không sợ chết, nhưng ông ta sợ có vài việc không thể nào hoàn thành. Đồ quang lão nhân ngơ ngác nhìn hư không, chỉ là một hành động trong một phút kích động mà đã đặt chấm dấu hết cho cả đời mình. Ông ta cảm thấy mình hơi oan uổng. Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt đà quan lão nhân bỗng trở nên kiên định, đợi thượng thần thần nhất quay về ta vẫn còn hy vọng. Ở một bên khác, người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng chậm rãi bước đi trong tinh không. Hai người đi theo thanh niên kiếm tu đó. Người đàn ông áo trắng khẽ nói, thanh nhi, thế đạo này có rất nhiều người không nói lý. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, người không nói lý nhất đều ở trong nhà huynh rồi. Người đàn ông áo trắng sửng sốt, sau đó nắm lấy tay người phụ nữ váy trắng, nghiêm túc nói, là nhà chúng ta. Người phụ nữ váy trắng cong môi cười. Người đàn ông áo trắng lại nói, những người chúng ta gặp trên đường đi đều là những người làm việc theo ý thích, huynh nghĩ như thế không tốt. Người phụ nữ váy trắng không nói gì. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn người phụ nữ váy trắng, muội nghĩ sao? Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, nghĩ theo cảm nhận của huynh là được rồi. Người đàn ông áo trắng lắc đầu khẽ cười, sau đó nói, muội nói đi, huynh muốn nghe suy nghĩ của muội. Người phụ nữ váy trắng ngẩng đầu nhìn tận sâu tinh không vô tận ở phía xa, người tu hành là người muốn làm gì thì làm, người nào càng mạnh thì càng như vậy. Về phần đạo lý nguyên tắc gì đó, trong thế giới của bọn họ, nắm đấm là đạo lý nguyên tắc. Trừ khi, người đặt ra quy tắc là người vô địch thiên hạ, kẻ mạnh đều rất mạnh, chỉ cần mạnh hơn hắn, dĩ nhiên là hắn sẽ tuân theo các quy tắc đã được đặt ra. Người đàn ông áo trắng khẽ nói, người vô địch. Nói đến đây ông ấy nhìn người phụ nữ váy trắng, thanh nhi, muội có sẵn lòng tuân thủ đạo lý và nguyên tắc của người khác không? Người phụ nữ váy trắng chủ động kéo người đàn ông áo trắng lại, khẽ nói, trên đời này không có công bằng tuyệt đối, hơn nữa cho dù có quy tắc. Ai có thể cam đoan những quy tắc này sẽ không trở thành công cụ để người khác sai bảo tất cả chúng sinh? Người đàn ông áo trắng im lặng không nói. Người phụ nữ váy trắng mỉm cười, nhẹ giọng nói, huynh đừng nghĩ nhiều, chuyện huynh nghĩ đến đều đã có người làm, mặc dù hiện giờ người đó đi lại rất khó khăn nhưng cũng không sao, muội sẽ ra tay vào thời khắc quan trọng. Người đàn ông áo trắng cười nói, ừ. Không lâu sau, hai người biến mất ở cuối tinh không. Ở một diễn biến khác, Diệp Quân dừng lại, hắn lau vết máu bên khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng. Mẹ nó chứ, có phải mình bị chủ nhân bút đại đạo lừa rồi không vậy? Đang đi đường yên ổn sao có thể vô duyên vô cớ bị đánh chứ? Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, hắn đã quyết định đợi thêm khoảng thời gian nữa rồi mới quay về tìm lão già chết tiệt này.
bây giờ hắn cũng thông minh hơn rồi. Người mà mình tạm thời không đánh lại thì trước tiên đừng đánh, đợi trưởng thành thêm một thời gian, sau đó quay về đánh. Tuyệt đối đừng đối đầu trực diện. Sẽ bị thiệt thòi đấy. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân lấy bản đồ tinh vực đó ra, hắn nhìn bản đồ, sau đó ngẩng đầu lên, sắp đến động thiên thần nhất rồi. Diệp Quân cất bản đồ đi, sau đó biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Quân dừng lại trong một tinh hà, có một viên ngọc cực lớn lơ lửng cách trước mặt hắn không xa, viên ngọc trong suốt như pha lê, rất đẹp. Động thiên thần nhất. Diệp Quân vừa định bước vào, nhưng lúc này một luồng khí tức đáng sợ bỗng ập đến từ phía sau hắn. Diệp Quân không xoay người lại mà ngự kiếm bay lên, lao thẳng đến chỗ động thiên thần nhất. Lúc này dù không nghĩ cũng biết là cường giả nhà họ Vương đuổi đến, hơn nữa chắc chắn không chỉ có một người. Lúc này không chạy thì lát nữa chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Ngay khi Diệp Quân định chạy vào động thiên thần nhất, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó một quyền mang màu đen đánh thẳng về phía hắn. Đồng tử Diệp Quân khẽ co lại, chỉ đành xuất kiếm. Vèo! Một vùng kiếm quang bỗng nổ tung ở trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân lui về sau gần cả ngàn trượng. Khi hắn dừng lại, thời không xung quanh bỗng tách lìa, sau đó 12 cường giả chậm rãi bước ra. 12 người đều là cảnh giới thiên quân. Không chỉ thế, ông lão dẫn đầu trước mặt hắn là một cường giả tổ cảnh. Ông lão này chính là Vương Ám. Vương Ám nhìn Diệp Quân, sau đó nói, đúng là tuổi trẻ. Diệp Quân siết chặt ý kiếm, không nói gì. Vương Ám nhìn chằm chằm Diệp Quân. Dám giết 6 người nhà họ Vương của ta, ta nghĩ chắc là ngươi có chỗ dựa, ta khá tò mò rốt cuộc chỗ dựa của ngươi thế nào mà lại dám bảo ngươi giết người nhà họ Vương, nói ta nghe thử xem. Ngay lúc nhìn thấy Diệp Quân, thật ra ông ta tò mò thật. Vì Diệp Quân còn rất trẻ. Trẻ tuổi như thế mà lại có thực lực mạnh, chắc chắn người đứng phía sau đó không đơn giản, thế nên ông ta muốn biết người đứng sau Diệp Quân là ai. Diệp Quân nhìn Vương Ám. Sau đó nói, đằng sau ta chẳng có ai cả. Vương Ám khẽ cười, không muốn nói à. Diệp Quân cười nói, đằng sau ta có người vô địch. Vương Ám nhướng mày, hù dọa ta à. Diệp Quân cạn lời, nói cái đầu ông ấy. Ta nói dối thì ông không tin, nói thật ông vẫn không tin. Lúc này Vương Ám hất tay, nếu ngươi không muốn nói thì đừng nói, dù sao lát nữa đánh ngươi thì chắc chắn sẽ có người xuất hiện, ta biết hết mánh khóe của các ngươi. Nói xong, ông ta bỗng tiến đến trước, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, vung kiếm lên chém. Vô số kiếm ý lao ra. Vô số kiếm quang bỗng bị vỡ nát, Diệp Quân bị chấn động lùi về sau, trong lúc đó Vương Ám bỗng bay lên không trung, tay phải ông ta vung lên, sau đó hất mạnh xuống. Thời không trên đỉnh đầu Diệp Quân bỗng nứt ra, ngay sau đó một bàn tay cực lớn bỗng rơi xuống như thể muốn nghiền nát cả tinh hà này, cực kỳ khủng khiếp. Tổ cảnh. Sắc mặt Diệp Quân vô cùng nghiêm trọng, thực lực của Vương Ám mạnh hơn cường giả cảnh giới thiên quân trước đó rất nhiều, đã hơn hẳn hắn hiện giờ. Diệp Quân không dám nương tay, dù sao xung quanh vẫn còn 12 cường giả cảnh giới đế quân, hắn thầm nói thiên thiên. Khí tức đáng sợ bỗng phóng ra từ trong người hắn, thoáng chốc đã biến thành kiếm quang lao lên trời, chém về phía bàn tay khổng lồ đó. Dầm. Nhát kiếm này khiến bàn tay khổng lồ bị đứt, Diệp Quân biến thành kiếm quang chém về phía Vương Ám. Thấy Diệp Quân giết đến, Vương Ám cười nói, hay đấy. Ông ta bỗng xòe tay ra, sau đó nắm lại, thời không tuế nguyệt và vũ trụ tinh thần vô tận xuất hiện, ngay sau đó ông ta tung ra một quyền. Cú đánh này như thể có vô số thời không tuế nguyệt và vũ trụ tinh thần cùng nổ tung, sức mạnh cực lớn khiến tất cả tinh vực xung quanh đều vỡ vụn. Nhưng động thiên thần nhất đó lại không hề bị hư hại, không bị sức mạnh của một quyền này ảnh hưởng. Khi cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong nắm đấm của Vương Ám, Diệp Quân bỗng nhắm mắt lại, cả người trở nên mờ ảo, ngay sau đó hàng vạn ngàn thanh kiếm bay ra. Vì lúc này kiếm đạo của Diệp Quân đã mạnh hơn trước rất nhiều, thế nên khi hắn lại thi triển chiêu thức thời không chồng chéo, uy lực mạnh hơn trước kia gấp 10 lần. Nhất là bây giờ hắn còn có Ngao Thiên Thiên hỗ trợ. Một nhát kiếm. Kiếm quang nổ tung trước mặt hai người đồng thời lùi về sau cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Vương Ám nhìn Diệp Quân ở phía xa, phấn khích nói,
đúng là yêu nghiệt, xem ra nhà họ Vương ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có khả năng đánh nhau với cường giả tổ cảnh. Diệp Quân lạnh lùng nhìn Vương Ám, tiếp tục. Vương Ám bật cười, ta muốn đánh hội đồng. Dứt lời, ông ta dẫn theo 12 cường giả cảnh giới đế quân bên cạnh lao đến chỗ Diệp Quân. Chọn đánh hội đồng. Sở dĩ Vương Ám muốn đánh hội đồng là vì ông ta nhận ra thực lực của thanh niên kiếm tu trước mặt này mạnh hơn ông ta nghĩ rất nhiều. Tuổi còn trẻ như thế mà đã có thể đánh nhau với cường giả tổ cảnh, quả thật là khó bề tưởng tượng. Thế nên để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta quả quyết muốn đánh hội đồng. Giết hắn trước, còn võ đức gì đó chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Thấy Vương Ám muốn đánh hội đồng, ánh mắt Diệp Quân cách đó không xa bỗng trở nên lạnh lùng, nhưng cũng không bất ngờ nhiều vì hắn đã đoán trước được. Bây giờ, Diệp Quân cũng quyết định không nương tay. Bốn luồng khí tức đáng sợ bỗng lao ra từ trong người Diệp Quân. Chính là Mộc Nguyên, Diệp An và hai thần tướng. Ngay khi bốn người Mộc Nguyên lao ra, sắc mặt Vương Ám thay đổi, hoảng hốt nói, ngươi. Mộc Nguyên đứng đầu xông đến trước mặt ông ta, sau đó vung tay tát một bạt tai đau điếng. Cảm nhận được khí tức của Mộc Nguyên, Vương Ám kinh hãi, vì khí tức Mộc Nguyên mạnh hơn ông ta không dám sơ suất, vung tay phải lên, trên cánh tay phải bỗng xuất hiện một bộ bao cổ tay màu vàng sẫm, ngay sau đó ông ta ra sức đánh một đòn về phía trước. Quyền mang vạn trưởng. Quyền mang vừa xuất hiện đã lập tức vỡ vụn, ngay sau đó Vương Ám bị văng ra xa cả ngàn trượng, thời không xung quanh đều sụp đổ, cùng lúc đó bao cổ tay trên cánh tay phải của ông ta cũng tan tác. Sau khi dừng lại, Vương Ám ngẩng đầu nhìn Mộc Nguyên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, ngươi. Mộc Nguyên không nhiều lời, lập tức biến thành một luồng thần quang đánh về phía Vương Ám, trong mắt ông ta đằng đằng sát khí. Thân phận ông ta khá đặc biệt nên tốt nhất đừng nên để lộ, còn nếu để lộ dĩ nhiên không thể để lại con đường sống cho đám người trước mặt. Nếu không sẽ gây rắc rối khá lớn cho Diệp Quân. Nhìn thấy thần quang toát ra từ trên người Mộc Nguyên, Vương Ám nheo mắt, đây là thần lực, ngươi là người của chúng thần điện. Thần lực, chỉ có người của chúng thần điện mới thu thần lực. Mộc Nguyên không nhiều lời, sau khi xông đến trước mặt Vương Ám thì vung một đấm vào ông ta. Hàng vạn thần quang trào ra như thủy triều. Đồng tử Vương Ám bỗng co lại, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, ông ta bỗng tiến lên một bước, siết chặt tay trái, ngay lập tức có một vòng xoáy cực lớn màu đen xuất hiện sau lưng ông ta, vô số sức mạnh hắc ám dày đặc lao ra, sau đó tụ lại vào trong người ông ta. Tay phải Vương Ám tung ra một quyền. Một luồng quyền mang màu đen như một bình phong chắn trước mặt. Năng lượng của hai người vừa chạm vào nhau đã nổ tung thành làn sóng xung kích năng lượng đáng sợ, sóng xung kích năng lượng này khiến hai người lùi về sau khá xa. Sau khi dừng lại, Mộc Nguyên nhìn Vương Ám, hai mắt híp lại, ám pháp. Ám pháp. Ám pháp cũng là do thần nhất tạo ra như thần pháp, nhưng thần pháp này được tạo ra sau khi thần nhất có toàn bộ thần tính, lúc đó chỉ cần vài vị thần thì tu luyện nó. Vương Ám nhìn chằm chằm Mộc Nguyên. Ông ta xòe hai tay ra, sau đó chậm rãi siết chặt lại, ngay lập tức có vô số sức mạnh hắc ám vây quanh ông ta. Lúc này khí tức của ông ta cũng điên cuồng tăng lên, liên tục lan ra xung quanh như thủy triều, vô cùng đáng sợ. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng lúc biến mất. Mộc Nguyên sửng sốt, vì Vương Ám đó không đánh đến chỗ ông ta mà xoay người bỏ chạy. Tạo ra trận thế lớn như thế chỉ để chạy trốn à? Mộc Nguyên thoáng sửng sốt. Gần như cùng một lúc, mấy cường giả nhà họ Vương còn sống ở bên cạnh khác cũng xoay người bỏ chạy. Vương Ám chạy trốn có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì Mộc Nguyên tu luyện thần lực, nói cách khác có khả năng Mộc Nguyên đến từ chúng thần điện, Diệp Quân có thể có liên quan đến chúng thần điện. Nguyên nhân thứ hai dĩ nhiên là tình thế đã bất lợi với họ. Vì người mà ông ta dẫn đến đã bị giết hết một nửa. Không đánh lại. Thế nên ông ta quyết định rút lui. Ngay lúc này Mộc Nguyên bỗng nói, không thể để chúng đi. Vừa dứt lời, ông ta biến thành luồng thần quang lao về phía Vương Ám. Mấy người Diệp Quân cũng chạy theo. Không thể để lộ thân phận của mấy người Mộc Nguyên, một khi để lộ thì có thể ngày tháng của Diệp Quân sẽ không còn yên ổn. Tốc độ của Mộc Nguyên rất nhanh, còn nhanh hơn Vương Ám nên chẳng mấy chốc ông ta đã đuổi kịp Vương Ám. Một luồng thần quang rơi xuống trước mặt Vương Ám. Chặn Vương Ám lại như một bức màn trời.
Vương Ám không dừng lại mà tung ra một quyền đánh thẳng vào màn trời thần quang trước mặt. Bụp! Màn trời thần quang đó lập tức bị phá tan sau khi bị Mộc Nguyên đánh trúng, nhưng lúc này một luồng sức mạnh khủng khiếp đã đánh đến trước mặt Vương Ám. Vương Ám sầm mặt, không thể chạy thoát được nữa, chỉ đành xoay người tung ra một quyền. Ầm! Thần quang và luồng sáng đen nổ tung, Vương Ám lùi về sau khá xa, trong lúc đó một tia kiếm quang lặng lẽ lao đến trước mặt ông ta. Người ra tay chính là Diệp Quân. Hắn quyết định giải quyết tên mạnh nhất này trước. Thấy Diệp Quân muốn giết mình trước, Vương Ám bật cười, phản công đánh một quyền vào kiếm của Diệp Quân. Bùm! Kiếm quang nổ tung, Diệp Quân bị chấn động lùi về sau. Miếng thịt béo bở. Vương Ám cúi đầu nhìn tay phải của mình, trên nắm đấm của ông ta có một vết kiếm khá sâu, máu không ngừng trào ra từ trên nắm đấm, lúc này nắm đấm đã bị máu nhuộm đỏ. Vương Ám ngẩng đầu nhìn Diệp Quân dừng lại ở phía xa, tán thưởng kiếm ý tốt đấy. Dứt lời, hai tay ông ta hợp lại. Rầm! Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, bóng đen này cao đến cả ngàn trượng, toàn thân đen kịt, tản mát ra khí tức màu đen đáng sợ hệt như ma thần. Mộc Nguyên bên cạnh Diệp Quân híp mắt, ám hư pháp tướng. Tên này có môn đạo, ta phải để lộ vài thứ. Diệp Quân gật đầu, được. Mộc Nguyên khẽ gật đầu, sau đó tiến lên một bước, một luồng thần quang bỗng bay ra từ trong người ông ta. Ngay sau đó ông ta lại tiến lên một bước, dưới chân ông ta xuất hiện một luồng thần quang. Cùng lúc đó ông ta tung ra một quyền, hai luồng thần quang bỗng biến thành hai thanh đao cực lớn cả ngàn trượng chém về phía Vương Ám. Thấy thế, đồng tử Vương Ám co lại, thần đao, rốt cuộc ngươi là ai? Ông ta vừa nói vừa sử dụng ám hư pháp tướng ở phía sau rồi tung ra một quyền. Ầm, keng, hai thanh thần đao vừa được phung ra. Ám hư pháp tướng vỡ vụn, lúc này Vương Ám xoay người bỏ chạy, ông ta biết mình không phải đối thủ của người trước mặt nên kiên quyết lựa chọn chạy trốn. Nhưng Mộc Nguyên cũng không định cho ông ta cơ hội, ông ta tiến lên một bước, một thanh thần đao bỗng bay ra từ giữa trán, chém về phía Vương Ám ở cuối tinh không. Lúc này Vương Ám như cảm nhận được gì đó, cảm thấy hoảng sợ, ông ta cũng không quan tâm gì nhiều, ngẩng đầu nhìn không trung hét lên, cứu ta. Ông ta vừa nói vừa bóp nát một tấm thẻ gỗ. Ầm! Một ngón tay cực lớn màu đen bỗng phá tan không trung xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Ám, đỡ lấy thần đao của Mộc Nguyên. Ầm! Thanh thần đao của Mộc Nguyên bị ngón tay chặn lại. Ở một bên khác, Mộc Nguyên nhìn tận cuối tinh không, đi. Diệp Quân gật đầu, dẫn mọi người xoay người rời đi. Khi họ vừa đi, một đám cường giả bỗng bước ra từ trong thời không bị vụn vỡ phía sau Vương Ám. Người dẫn đầu là Vương Tông gia chủ nhà họ Vương, đằng sau lão ta là các cường giả nhà họ Vương. Vương Tông ngẩng đầu nhìn phía xa, cau mày nói, thần đao. Sắc mặt Vương Ám hơi khó coi, người này là người của chúng thần điện. Đại trưởng lão nói, không phải. Mọi người nhìn đại trưởng lão, ông ta nhìn phía xa, ông ta là người của đạo điện trước kia. Đạo điện. Vừa nghe thế, mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Đạo điện là tiền thân của chúng thần điện. Có thể nói hiện giờ rất ít người còn biết đến đạo điện. Đại trưởng lão trầm giọng nói, thân phận của Diệp Quân này. Nghe đến đây, sắc mặt các cường giả nhà họ Vương đều hơi khó coi, nếu Diệp Quân thật sự có quan hệ với đạo điện trước kia, vậy thì thân phận của hắn khá đặc biệt. Phải nói rằng lần này nhà họ Vương khinh địch rồi. Từ lúc bắt đầu đến giờ nhà họ Vương đã tổn thất hơn 20 cường giả. Những cường giả này thấp nhất đều là cảnh giới đế quân, tổn thất nhiều như thế, cho dù là nhà họ Vương cũng hơi nghiêm trọng. Vài trưởng lão không khỏi nhìn sang Vương Ám, thầm oán giận ông ta. Nếu lúc đầu nghe lời đại trưởng lão đi điều tra kỹ thì có lẽ lần này sẽ không tổn thất thêm 12 cường giả cảnh giới đế quân nữa. Phải biết rằng, những cường giả này đều là những người nhà họ Vương hết lòng bồi dưỡng, bây giờ lại bị tổn thất ở đây, quả thật quá đáng tiếc. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Vương Ám càng sầm mặt hơn, im lặng không nói gì. Lúc này tất nhiên ông ta không thể nói gì được, mọi người đều oán giận ông ta. Lúc này đại trưởng lão bỗng nói, phải điều tra thân phận và lai lịch của người này, làm rõ Diệp Quân này rốt cuộc có quan hệ gì với ông ta. Vương Tông bỗng nói, xin hỏi thần tổ. Liên quan đến đạo điện, chỉ có thể xin hỏi thần tổ, vì chỉ có thần tổ mới hiểu rõ về khoảng thời gian đó.
Đại trưởng lão gật đầu, chỉ có thể xin ý kiến thần tổ. Vương Tông nhắm mắt lại, lão ta xòe tay ra, một tấm thẻ gỗ bỗng hơi rung chuyển, không lâu sau một luồng khí tức bí ẩn bỗng xuất hiện ở xung quanh. Thấy thế, các cường giả vương tộc xung quanh đều quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính. Không biết qua bao lâu, Vương Tông bỗng mở mắt ra, ánh mắt là vẻ phấn khích không hề che giấu. Lúc này đại trưởng lão vội hỏi, tộc trưởng. Vương Tông nhìn chằm chằm vào tận cuối tinh không, người tên Mộc Nguyên đó biến mất cùng thần đồ năm đó, trong thần đồ có truyền thừa của thượng thần thần nhất, mà bây giờ ông ta lại xuất hiện. Đại trưởng lão ngạc nhiên nói, vậy Diệp Quân đã lấy được truyền thừa của thần nhất sao? Vương Tông siết chặt nắm đấm, mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích nói, rất có thể, điều này cũng có thể giải thích vì sao vừa rồi hắn điên cuồng muốn giết trưởng lão Vương Ám, hắn không muốn của để lộ thân phận của mình. Truyền thừa thần nhất. Nghe đến câu này, các cường giả vương tộc đều trở nên phấn khích. Phải biết sở dĩ các vị thần năm đó nội loạn còn có một nguyên nhân nữa, đó là ai cũng muốn có được các tổ mạch và thần vật mà thần nhất để lại. Đã nhiều năm trôi qua, cho đến tận bây giờ, những vị thần còn sống vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn đang tìm kiếm nó, vì truyền thừa của thần nhất không chỉ là một biểu tượng cho thân phận mà còn có rất nhiều thần vật và tổ mạch. Không thể chối từ. Vương Tông bỗng nói, đừng rêu rao chuyện này. Dứt lời, lão ta nhìn tận cuối tinh không, ánh mắt sáng rực, vương tộc sẽ một mình ôm trọn miếng thịt béo bở này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.